Miên man suy nghĩ một lúc, xe đã đổ xịt lại trước cánh cổng lớn. Như mỗi khi sẽ có người ra xếp hàng đón khách vào, nhưng sau này trong cảnh tượng cứ thấy im lìm u ám làm sao. Tuy thế lạ, nhưng tôi không hỏi gì thêm, chỉ theo sau bóng lưng gầy gò của người quản gia, rảo bước đi qua khoảng sân rộng, vào tới sảnh thấy phòng ốc bừa bộn, tối om. Quản gia đưa tôi lên tầng, chẳng hiểu có việc gì mà toàn bộ cửa sổ trong nhà đều đóng, phủ rèm che kín mít, đến cả đèn cũng không bật. Mắt tôi phải cố gắng điều tiết một hồi mới nhìn thấy trong phòng có một bóng đen đang ngồi thu lu trên giường. Dựa theo dáng dấp, có thể phỏng chừng đó là chị Nguyệt. Chị Nguyệt à, chị làm sao vậy? Người trong nhà đâu hết rồi? Sao chị không bật đèn? Chị ta không đáp, chỉ có chiếc bóng là không ngừng vặn vẹo, như thể muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không nói được. Tôi đột nhiên cảm giác ớn lạnh gai gai trên đỉnh đầu. Căn phòng này dường như có cái gì đó rất kỳ quái. Là người phụ nữ áo đỏ đó sao? Cô ta đang ở đâu? Tôi xoay đầu, điên cuồng nhìn khắp xung quanh căn phòng tối đen, nhưng không tìm thấy ai cả. Lúc này cái bóng của chị Nguyệt mới ngước lên, như đang ngầm tra hiệu cho tôi nhìn lên trên trần nhà. Khi tôi vừa ngẩng đầu lên cao, cảnh tượng phô bày ra trước mắt đã khiến tôi sốc đến nỗi không phát ra được thành tiếng, không thể kêu thét lên được một tiếng nào. Trên những chiếc xà ngang inox sáng loáng thường ngày vẫn treo đèn chùm là mấy mươi xác người treo lủng lẳng, cổ bị những sợi dây thòng lọng thích chặt, đầu trụ xuống một cách yếu ớt. Còn những bàn chân tím tái thì đang lơ lửng, sàn sạc đông đưa, sát chặt trên đỉnh đầu tôi. Bảo sao mà từ lúc vào đến giờ cứ thấy gai gai ở đỉnh đầu. Nhìn bọn họ không giống chết vì treo cổ, chắc chắn đã bị ai đó giết rồi mới đem xác treo lên trên trần nhà. Nghĩ đến cảnh mấy mươi cái xác chết cứ là lơ lửng trên đầu từ nãy tới giờ, tự dưng cảm thấy da đầu ngứa ràn như kiến bò. Những cái xác treo trên trần cao, đầu trụ thấp xuống, trong mắt người nào người nấy trợn to như con ốc nhồi, hiện lên trắng dạ trong bóng tối, cứ như mấy chục đèn đang chiếu trừng trừng vào tôi, khiến tôi bất giác nắm chặt thanh kiếm đồng xu trong tay thủ thế, đề phòng nhỡ đâu mấy cái xác bỗng dưng thình lình rơi rụng xuống, rất lập đập trên đỉnh đầu như vừa rụng, thì tôi còn có cái nắm trong tay mà chống đỡ, không phải đứng yên một chỗ chịu trận. Tôi hỏi, ai ra tay mà tàn nhẫn quá vậy? Là xác chết đó sao? Chị Nguyệt không đáp, chị lắc đầu. Chị bị làm sao vậy? Bị ai uy hiếp sao? Nếu phải thì gần đâu? Tôi thấy chị Nguyệt đảo mắt nhìn quanh khắp lượt, rồi liều mạng gật đầu một cái thật nhanh thay cho lời đáp trả, thì cũng căng mắt lên, nâng cao thanh kiếm đồng xu cảnh giác. Là người phụ nữ áo đỏ đó sao? Tôi lại hỏi. Lần này chị Nguyệt ngồi nín thinh, có hỏi gì cũng không phản ứng. Đến khi tôi lại gần chị mới ghé sát tôi thì thầm. Cô ta, cái xác chết mặc áo đỏ đã giết gần hết người nhà họ Hồ rồi, chỉ còn tôi và Hải Bình thôi. Mà em trai tôi cũng bị cô ta bắt đi mất rồi. Bắt đi đâu? Hình như là tầng 2, cô ta nhốt em trai tôi ở đó. Không thể nào, chị em cô của tầng sư ba hậu thân rồi, cái xác đó làm sao lại gần được? Chị Nguyệt kẻ lắc đầu. Tôi không biết. Sau đó tôi còn hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng chị Nguyệt cứ ngồi đó bất động, không nói thêm lời nào. Tôi đành phải xách theo thanh kiếm đồng xu, lấy hết can đảm bước lên tầng 2. Nếu hình xăm sinh tử của tôi không có tác dụng, thì tôi ít nhiều cũng phải có trách nhiệm với chị em nhà họ, phải giúp chị ta giải cứu đứa em trai vẫn còn nhỏ tuổi, là hạt giống cuối cùng còn sót lại của nhà họ Hồ. Chị Nguyệt đã theo sau tôi từ lúc nào, nắm lấy cổ tay tôi nhíu lại, rồi dặn. Không phải cẩn thận, xác chết nó ác lắm. Không sao đâu, chị cứ để tôi. Lần này không có máu chó mực, đành phải dùng tới máu của mình để tế kiếm rồi. Mỗi lần thấy thanh trà cắn ngón tay trông có vẻ dễ dàng lắm,
Ai ngờ cắn thử rồi mới biết đau muốn chết luôn. Có thế mới thấy nể con nhỏ thiệt sự. Thanh kiếm đồng nát vừa tiếp nhận máu của tôi, kéo một đường dài dọc thanh kiếm đã có cảm ứng dữ dội, rung lắc lên mấy hồi dài thì thình lình bộc phát ra một luồng hào quang sáng chói kèm theo sinh nhiệt. Tôi cầm chui kiếm mà sức nóng lan tỏa ra muốn bỏng cả tay, không chịu nổi phải buông rơi thanh kiếm, rơi len keng xuống đất. Chết tiệt mà, sao tự dưng nóng quá như vậy, cứ như bị nung trong lửa đỏ vậy. Xích chút nữa hỏng hết ấn cửu long tranh châu rồi. Lúc này thanh kiếm đột nhiên tắt ánh hào quang, màu đỏ như lửa nung cũng dịu lại. Tôi sợ tới nhiệt độ lại như lúc bình thường. Đúng là quái lạ mà, không còn nóng như dung nham sôi sục nữa, mà cảm giác nhấc lên cầm trong tay cũng nhẹ đi rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc, cứu người vẫn quan trọng hơn, nên tôi chú tâm vào việc tìm kiếm xem Hải Bình đang ở phòng nào. Trong số mấy chục căn phòng nằm trải dài xuyên suốt trên tầng 2, đúng là mấy người nhà giàu xây phòng chi mà lắm vậy không biết. Chỉ khổ tôi hồi hộp đá cửa từng phòng một, mỗi một căn phòng mở bật ra là một lần giật thót tim. Tầng 2 còn tối hơn ở dưới sảnh và tầng 1, nên tôi buộc phải tay cầm kiếm, tay rọi đèn pin điện thoại dò đường. Nhưng ở dãy hành lang sâu hun hút như thế này, ánh sáng đèn pin cũng gần như vô dụng. Chiếu ra chẳng được bao xa đã bị bóng tối nuốt chửng chìm nghỉm rồi, chẳng nhìn thấy gì hết. Thế cũng có khác gì lão chẩn mù đâu, vẫn cứ phải lò mò vào từng phòng chơi cút bắt trốn tìm với cái xác chết áo đỏ. Tôi mất kiên nhẫn gọi lớn: Hai Bình à, đang ở đâu? Tiếng gọi vang vọng khắp mấy tầng lầu dội lại, nhưng không có động tĩnh gì. Đã tìm khắp 20 phòng rồi mà không thấy đứa nhỏ hay xác chết ở đâu. Tôi nhìn dãy phòng vẫn còn dài đằng đẵng, không nén nổi thở ra một hơi dài sừng sực. Bỗng dưng nghe có tiếng phát ra từ đâu đó rất gần, rồi lại nghe u u. Sau ba vọng hồi dài như tiếng chó sói tru, thì tất cả mấy chục xác chết treo lủng lẳng trên trần nhà bỗng chốc rơi xuống ầm ầm. Thân xác cứng đờ như thây ma, bật nhảy tưng tưng từ tầng dưới lên trên này. Âm thanh gu gu vừa rồi hẳn là hiệu lệnh truyền đến, khiến cho đám xác chết này lập tức biến đổi để đuổi theo truy giết mục tiêu là tôi. Nhưng sao mấy chục cái thây ma này lại vồ vào tôi chứ, mà không phải là cốt nhục còn sót lại của nhà họ Hồ, là chị Nguyệt. Lúc này vẫn còn đang ở vị trí gần hơn, chính là tầng dưới. Vì có kẻ nào đó muốn giết tôi, hay chị Nguyệt này đúng như trong giấc mơ, quả thật có vấn đề. Vấn đề gì mới được chứ? Từ đầu đến giờ không phát hiện ra chị ta có bất cứ điều gì bất thường cả. Đối diện với đám xác chết đang nhảy tưng tưng, tóc tai rũ rượi và gương mặt vô hồn vô cùng khủng khiếp, tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Gần trăm cánh tay cứng đờ, thẳng tưng chỉa trước ngực mấy cái xác, cứ thẳng khớp cổ của tôi mà lao tới. Làn da nhũn nhão, ri rỉ nước tanh ôi không chịu nổi. Tôi không chút nào núng, vung thanh kiếm đồng xu lên chém ngang đầu một cái xác. Chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích vang ra, theo cái đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà lát gạch bông. Máu vẫn còn vương vãi đôi chút, kéo lê theo cái đầu đang nảy lên tưng tưng như trái banh lông trên dãy hành lang tối mù. Dù gì thì mấy chục người họ Hồ này cũng vừa mới chết, cho nên cơ bản máu vẫn còn vướng lại, nổi li ti như bóng nước trên lát chém ở cổ, chỉ là có rất ít so với người vẫn còn sống thôi. Từng cái đầu một bị tôi chém đứt lìa, rụng lợp đập xuống đất như mấy trái dừa khô. Trong phút chốc đã chém tới gần chục cái, nhưng đã là thây ma thì không còn sợ chết nữa, cho nên bọn họ mấy chục cái xác vẫn cứ nhảy bật về phía tôi. Không thể làm gì khác, tôi đành từ từ xử lý từng người một. Đối với thầy ma, để tiêu diệt tận gốc buộc tôi phải chặt đứt đầu. Lần lượt từng người một nằm đổ trạp dưới nhát chém dứt khoát của thanh kiếm đồng xu, khiến cho tôi quá đỗi kinh ngạc. Lúc mua kiếm từ chỗ Phụng Thiên cứ ngỡ chỉ là đồ đồng nát,
mang bên mình coi như xài tạm có cái phòng thân. Nào ngờ đến khi lâm trận, kiếm không chỉ phát huy được công năng trừ tà diệt ma, dễ dàng đánh bay hồn ngọc chỉ trong một nhát chém, mà ngay cả khi đối phó với đám thầy ma cũng có thể biến đổi linh hoạt, trở nên sắc bén vô cùng. Khi cái đầu cuối cùng rơi xuống, cũng là lúc tôi bị dồn tới sát góc hành lang. Từ trong căn phòng nằm cuối dãy lại phát ra cái tiếng nho nhỏ, giống như tiếng kêu phát ra từ người nào đó bị dẻ nhét trong miệng. Tôi nóng nảy đạp tung cánh cửa, cho hét lớn hỏi: "Ai?" Một bóng đen nhỏ thó ngồi xếp chân trên giường, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tôi nắm lấy cánh tay đứa nhỏ, lay gọi: "Hai Bình, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Nhưng có gọi như thế nào, đứa nhỏ vẫn ngồi yên không đáp. Tôi định bế nó lên trước, nhưng khi vừa choàng tay ôm thì nó bỗng dưng mở bừng mắt ra, bộ dạng đằng đằng sát khí, rút từ trong chăn bông ra một con dao gọt trái cây, đâm thẳng vào bụng tôi. Cũng may là tôi phản ứng nhanh, nên con dao chỉ sượt qua bê sườn, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo sơ mi bên sườn trái. Rõ ràng là tôi muốn cứu nó, nhưng sao thằng nhóc này lại thừa lúc tôi sơ hở đâm cho một nhát chí mạng như thế này. Nó vẫn còn bé như thế kia mà, không lẽ bị ma nhập rồi hay sao? Tôi giữ chặt vết thương, lớn tiếng hỏi: "Nè, làm sao đó?" "Tránh được rồi sao? Tránh được cũng chết thôi." Đứa nhóc cười lên tai quái, giọng điệu không giống với một đứa trẻ mới lên 7, nhưng cũng không giống như bị ma quỷ nhập thân. Tệ hơn nữa là ở chỗ vết thương đang chảy máu, bắt đầu có cảm giác tê dại như nước đá, lan dần từ bê sườn bên trái, lan tỏa đều ra khắp cơ thể, khiến cho tôi cảm giác cứng đờ, như bị đông cứng trong một khối nước đá khổng lồ. "Không xong rồi, con cháu có độc." "Có tránh được cũng phải chết." Cái gì? Giọng nói già nua này là giọng của bà nội chị Nguyệt mà. Sao lại có thể nhập vào xác cháu trai bà? Tao đâu có bị nhập. Không bị nhập sao? Tôi khó khăn phát ra âm thanh. Độc đã vào sâu bên trong tạng, khiến cơ hàm lẫn đầu lưỡi của tôi cứng hết cả lại. Cảnh vật trước mắt ngày càng mờ đi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, cuối cùng ngã ầm ra đất. "Thứ nằm trong quan tài cổ xưa không phải là thi hài của một người phụ nữ, mà là một bộ da đẹp." Đứa nhóc vừa nói bằng quãng giọng ồm ồm già nua, vừa đá vào tay chân tôi. Thấy tôi không động đậy gì nữa, mới ra ngoài cửa gọi một người vào phòng. Người này ngồi trước bàn trang điểm, lấy ra một tấm da người mặc vào. Bộ da vừa khoác lên liền biến thành một người khác, không còn là chị Nguyệt nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ khác. Sau khi chỉnh trang xong, tôi thấy cô ta mở tủ lấy ra một bộ váy đỏ mặc vào, tạo dáng trước gương, mỉm cười hài lòng. So với chị Nguyệt, trông cô ta có vẻ ưa nhìn hơn, nhưng nét mặt u sầu ảm đạm, dáng vẻ có cái gì đó rất thê thiết kỳ lạ, khiến cho người vừa nhìn liền cảm thấy trần trận. "Công chúa, người định giết cậu ta sao?" Giọng nói già nua cất tiếng hỏi. Người kia nở nụ cười ma mị, nhỏ nhẹ nói: "Muốn giết cậu ta thì dễ rồi, ta đâu cần bày ra đủ trò như thế." "Sao công chúa không giết luôn cho rồi đi, còn giữ lại mạng cậu ta làm gì? Chúng ta đã có hình xăm sinh tử hộ thân rồi, cái thầy ma đó đâu dám bám đuổi theo nữa." Tôi nằm yên lắng tai nghe, tự hỏi không biết cái thầy ma mà bọn họ đang nói đến rốt cuộc là ai. "Thực xăm sinh tử cực kỳ lợi hại, thời nay chẳng còn lại mấy người.
ta giữ cậu trai này lại. Nếu có thể điều khiển cậu ta thì ngày chúng ta thực sự hồi sinh sẽ không còn xa nữa. Vẫn là công chúa thông minh. Để tôi cho cậu ta xuống dưới hầm. Hải Bình nắm lấy cổ chân tôi kéo đi, chỉ dùng một lực nhẹ đã kéo tôi lôi đi sành sạch trên sàn. Thật không giống một đứa trẻ chút nào. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nghe giọng ồm ồm cất lên: Công chúa, người lại mà xem, sao lại có mấy cây kim ở đây? Người kia nhíu mày về phía tôi: Kim sao? Cả hai người đều thấy lạ, cùng thốt lên: Sao trên người cậu ta lại có kim chứ? Kim châm cái tích huyệt đạo đó, nhờ có kim mới không bị ngất đi. Tôi thình lình lên tiếng, khiến cho Hải Bình giật mình, nhảy lui ra xa. Còn người kia thì sửng sốt hét lên: Cậu không bị trúng độc sao? Tôi bật dậy, giơ cao thanh kiếm đồng xu. Hình xăm sinh tử, có những hình phải xăm trúng huyệt đạo thì mới phát huy tác dụng. Ngoài mẫu xăm thì kỳ kinh bát mạch đều phải nắm trong lòng bàn tay. Nếu không giả vờ ngất xỉu thì làm sao biết được các người đang giở trò quỷ gì? Dứt lời, tôi phóng tới chộp lấy cổ của Hải Bình. Cho dù sức khỏe có cỡ nào thì căn bản vẫn đang ở trong hình hài một đứa bé 7 tuổi, cho nên tôi không mấy khó khăn đè được cổ đứa nhóc đó xuống đất, ngồi đè lên trên. Người phụ nữ áo đỏ giơ móng vuốt sắc nhọn cào về phía tôi. Vừa lúc thanh kiếm đồng xu vung lên, cô ta liền tái mặt lùi lại. Đồng thanh kiếm! Nhưng lúc cô ta còn đang choáng váng, tôi kéo một đồng xu thất tinh từ trong kiếm ra, bóp miệng Hải Bình nhét vào trong. Công chúa, cơ. Người kia nóng ruột muốn bước tới, nhưng lại sợ thanh kiếm đồng xu nên đành trân mắt lên, nhìn tôi giữ chặt miệng đứa nhỏ, không cho nó nhả đồng xu thất tinh ra. Hải Bình giãy giụa một hồi thì yếu dần, tay chân buông lỏng, mắt nhắm nghiền, liệm giận rồi ngất đi. Thình lình nghe thấy tiếng mèo kêu lên thất thanh. Từ trong cổ họng thằng Hải Bình lập tức có thứ gì đó nổi cộm lên, di chuyển dưới lớp da trườn nhanh lên trên. Đứa nhóc nôn ọe một tiếng, cả người dồn nén ói ra một luồng khí đen ngòm, có hình dạng như con mèo, lao nhanh về phía người phụ nữ áo đỏ. Nhưng tôi không cho nó cơ hội trốn thoát, một kiếm chém đứt ngang luồng khí đen đang di chuyển. Vật kia kêu thét lên một tiếng chối tai, vỡ tung ra thành một vũng đen trên sàn nhà, rồi nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết gì. Mèo tinh sao? Còn cô là yêu quái phương nào? Cũng là đồng bọn của con mèo tinh này hay sao? Tôi chỉ mũi kiếm về phía người phụ nữ áo đỏ mà lớn tiếng hỏi. Cô ta trừng trừng nước mắt, đặt bàn tay thon nhỏ lên mân mê chỗ vũng nước đen vừa tan biến, nói trong uất ức: Con mèo đen yêu quý của ta, phụ hoàng đã chôn theo nó cùng với ta. Nó đã kề cận bên ta hàng ngàn năm trôi qua, sao ngươi dám giết nó? Ta phải xé xác ngươi ra thành trăm mảnh để tế cho con mèo của ta. Người phụ nữ áo đỏ vung tay áo một cái, gió lạnh liền từ đâu thổi thốc tới, lạnh thấu xương. Toàn thân cô ta phát ra một luồng âm khí u ám khủng khiếp, kéo tới đen nghịch cả căn phòng. Gió thổi tung chiếc váy đỏ bồng bềnh, thổi mái tóc dài tung bay lên, giật ngược về phía sau. Trên da mặt hiện lên vằn vện những đường gân guốc tím đỏ, trông vô cùng kinh khiếp. Gió mạnh đến nỗi tôi không tài nào mở nổi mắt ra, phải giật lùi về, dựa lưng sát vào bức tường cao để thủ thế. Chính xác người phụ nữ này là cái thứ gì? Không giống người, cũng không phải ma quỷ, chỉ đơn giản là một bộ da người kỳ quái. Nhất thời không thể nhìn thấy gì, nên đành đứng yên chịu trận. Cho đến khi có cảm giác lạnh buốt sống lưng, chắc hẳn cô ta đang ở phía sau mình, tôi mới vung kiếm lên, chém ngược ra sau lưng. Nhưng không thể chém trúng mục tiêu, vì cô ta di chuyển quá nhanh, mà phản xạ của tôi thì chậm.
Ngay khi tôi định xoay người lại xem cô ta đang ở đâu thì thình lình cổ họng bị một bàn tay bóp chặt lấy, nhấc bổng tôi lên không trung, kèm theo một cơn gió lạnh sắc như dao cứa ngang qua, đau thấu xương tủy. Cô ta mạnh quá, tôi không cách gì vùng thoát ra khỏi được bàn tay cứng như gọng kềm. Cứ nghĩ hôm nay phải bỏ mạng ở đây rồi thì bỗng dưng thân thể cô ta khựng lại bất động. Cái gì? Không thể nào. Cô làm sao thoát khỏi được khống chế của tôi? Thần xác của cô đã bị tôi hoàn toàn kiểm soát rồi cơ mà. Ngừng lại ngay. Thể xác này không còn là của cô nữa, là của tôi. Người phụ nữ áo đỏ vặn vẹo điên cuồng, lẩm bẩm như đang đấu tranh với chính mình. Lợi dụng lúc cô ta sơ hở, tôi vùng thoát được, liền vung kiếm lên mà chém. Ở vị trí kiếm chém trúng, hoàn toàn không thấy vết thương, chỉ thấy một lớp da bị rách toạc ra. Từ miệng vết rách tràn ra nghi ngút khối đen, bốc lên mùi khét lẹt như dây điện cháy. Cô ta đè tay lên vết rách, gào thét thảm thiết. Mấy phút sau, lớp da người bỗng nhiên tách ra khỏi thân thể, bao bọc lấy một luồng khí đặc quánh hình người ở bên trong, tựa như một cái khuôn đúc giữ lấy lớp bánh đang bốc cháy khét lẹt, lơ lửng giữa không trung, nương theo cơn gió thổi tóc tới áp sát vào tôi, dính chặt vào da tôi như muốn chiếm lấy cơ thể, điều khiển tôi làm theo ý cô ta. Tôi lùi về phía sau tránh né, vung kiếm lên chém tới tấp. Cứ mỗi một nhát kiếm chém trúng bộ da người lại sổ ra những vết rách, khí đen từ trong vết rách chui ra ngoài ngày càng nhiều. Bộ da người kêu rú lên từng tràng ghê rợn, loạng choạng tiến về phía cửa. Tôi lấy đà, phóng thanh kiếm lao nhanh tới. Muốn chạy hả? Đâu có vậy? Thanh kiếm đồng đâm xuyên qua lớp da người, nghe kêu rú lên một tiếng thất thanh, đã bị kiếm ghim chặt trên cánh cửa. Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt bỗng mờ dần đi. Không xong rồi, độc mạnh quá. Tôi chỉ kịp thốt lên mấy tiếng như thế nữa là tối tăm mặt mũi, ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự, toàn thân tê cứng đi. Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc nhận thức được trở lại, lờ mờ cảm giác dưới lưng mềm mại bồng bềnh như đang nằm trên nệm êm. Mở mắt ra thì quả nhiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Trước mặt là ông lùng, gã trọc và cả tiểu hồ ly. Con cáo nhỏ mừng trở nhảy lên. Công chủ, công chủ tỉnh rồi. Tôi khẽ gật đầu, nhìn hai ông kia hỏi. Bộ cha người đâu rồi? Lúc này chị Nguyệt và cậu em trai Hải Bình mới từ ngoài cửa bước vào. Tôi vô thức lùi lại dò xét, không rõ chị em họ đã trở lại bình thường hay chưa, hay vẫn đang chịu sự khống chế của con mèo tinh và bộ da người. Tốt hơn hết vẫn nên đề phòng một chút. Chị Nguyệt lên tiếng trấn an. Cậu Hổ cứ bình tĩnh, chị em tôi không sao rồi. Tôi nhìn Nguyệt khắp lực, tuy không thấy có gì bất thường, nhưng vốn dĩ tôi và chị ta không thân thiết, không thể biết được bộ da người kia có đang giả dạng hay là không. Lúc nhìn sang Hải Bình đang chảy nước dãi lòng thòng, thần mắt thì đờ đẫn, miệng ngoác ra cười ngây ngô với tôi, giống như đứa trẻ mắc bệnh đau vậy. Tôi ngờ vực hỏi. Em trai chị Bình làm sao vậy? Nhìn nó không được bình thường. Con mèo tinh nó chiếm lấy thể xác nhóc Bình từ lúc nó mới sinh ra tới tận giờ. Lâu như vậy rồi, cậu có đánh chết con mèo tinh thì nhóc Bình cũng không thể trở lại bình thường được nữa. Từ lúc tỉnh lại đã ngây ngốc như thế này rồi. Vậy còn cái xác trong cổ quan tài thì sao? Tôi nghe con mèo tinh ấy nói không phải cái xác mà là bộ da người. Câu chuyện của con mèo tinh ầm ầm á, giả dạng bà nội tôi kể lại đều là sự thật. Chỉ khác một điểm như cậu nói á, đó là quan tài cổ mà bốn tên trộm mộ mang tới. Bên trong không có xác chết nào, mà chỉ có một bộ da người.
cũng không có chuyện ông nội tôi làm ra chuyện bậy bạ với cái xác. Ngược lại, chính bộ da người quái ác đó đã chiếm lấy thể xác giữa người nhà họ Hồ. Ngay cả chính tôi đây cũng bị khống chế. Chị làm sao biết được những chuyện này? Tôi vẫn ở trong thể xác của chính mình. Có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết? Những chuyện này đều là từ ký ức của bộ da người mà biết được. Ngay cả bốn tên trộm mộ cũng bị bộ da người giết chết để chiếm lấy quyền kiểm soát thể xác. Kiên quan tài cùng với hòm ngọc châu báu đến ký giao ước với ông nội thôi. Hải Bình còn sống tới tận giờ này cũng là vì thể xác bị con mèo cưng của bộ da người kia chiếm lấy đó. Cô có biết nguồn gốc của bộ da người hay không? Chị Nguyệt bỗng dưng trùng mình mấy cái, như thể trong đầu đang tua lại những hình ảnh vô cùng kinh dị, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cho nói với tôi. Người bị lột da đó, khi còn sống vốn là một cô công chúa, được gả đi xa để cầu thân. Hậu cung tranh giành mất đi quyền sủng ái nên mới bị lột da. Kinh khủng quá. Tôi thấy cảnh cô ta bị lột da, lột sống đó. Chị nói cô công chúa đó không được sủng ái, cũng đâu đến nỗi phải bị lột da chứ. Gần vui như gần hổ dữ vậy. Lột da thì đã là gì? Có những phi tần còn bị chặt tay chặt chân, cắt lưỡi khoét mắt, sống không bằng chết nữa. Nếu đã không được sủng ái, người vẫn đang sống bị lột da đến chết rồi, thì làm sao phải nhọc công xây lăng mộ, lại còn chôn theo nhiều đồ tùy táng quý giá như vậy? Cả con mèo cưng nữa cũng được chôn theo số mộ. Như thế không phải là quá ưu ái rồi sao? Thanh Quỷ Lùng cũng vội tiếp lời, hỏi chị Nguyệt. Nhỡ đâu có cô công chúa đó được vua cha mang về hậu táng thì việc long trọng là đúng. Nhưng sao chỉ chôn theo bộ da người mà không có cái xác chứ? Bọn họ chỉ trả về cứu hương mỗi một bộ da người. Còn nói như thế đã là hậu đãi nể mặt lắm rồi, thì lấy đâu ra xác mà chôn theo bây giờ? Chỉ đành chôn theo con mèo cưng mà vua cha tặng cho công chúa bầu bạn khi cô phải xuất giá làm dâu phương xa. Bộ da người hơn 1000 năm không thối rữa, chị không thấy kỳ lạ lắm hay sao? Cái đó nhất thời tôi không nhớ được. Vậy ông nội cô cũng bị bộ da người khống chế, nên trước lúc chết mới cho người gọi cô trao lại sợi dây chuyền ngọc bích hay sao? Chị Nguyệt gật đầu. Ông nội tôi đã phát hiện ra quỷ kế của cô ta, nên nhiều lần tìm cách đốt bộ da người nhưng không thành công. Cô ta đã ra tay trước, lần lượt giết chết những người đàn ông đứng đầu gia tộc. Đầu tiên là ông nội tôi, để rồi cuối cùng chỉ để lại mỗi Hải Bình, bị con mèo tinh nó chiếm xác lâu ngày, đến nỗi ngây ngốc như thế này đây. Chỉ thương cho bà nội tôi phải bỏ mạng vì đứa cháu trai duy nhất, mà không hay biết đã trúng phải mưu kế của con mèo tinh, hy sinh vô ích. Còn mấy chục người nhà họ Hồ làm sao mà chết thảm như thế kia hả cô Nguyệt? Nguyệt trùng trướng nước mắt. Là cô ta gọi cho người nhà tôi, bảo họ đến để xăm sinh tử, giữ lại mạng. Họ đâu có ngờ đến lúc đổ mặt rồi thì bị giết sạch. Là tôi đã hại bọn họ. Tôi thấy vậy thì an ủi. Thôi, chuyện cũng đã rồi, cô tự trách bản thân thì cũng có ích gì. Chuyện cũng đâu phải do chị. Mà tôi hỏi nè, nếu không có cái xác chết nào hết, vậy thì tại sao cô ta bày ra đủ cách chỉ để lừa tôi đến đây, xăm cho cô ta và con mèo tinh một hình xăm sinh tử, chủ trị xác chết chứ? Cái này thì tôi không biết. Tôi lại quay sang tên Quỷ Lùng, nói với anh ta câu chuyện mà tôi đã được nghe từ con mèo tinh và bộ da người trong lúc giả vờ ngất đi. Có một thây ma nào đó đã đuổi theo chủ tớ bọn họ hơn 1000 năm qua đi rồi mà vẫn nhất quyết không từ bỏ, truy theo dấu tích đến tận nhà họ Hồ,
Vậy thì thây ma này là ai? Có tâm thù huyết hận gì tới nỗi phải đuổi theo bọn họ tới hơn 1000 năm? Có một điều kỳ lạ nữa là thây ma dù có cao cấp đến đâu cũng chỉ là một xác chết biết di chuyển, làm gì còn ý thức mà truy đuổi mục tiêu đến cùng. Loại chuyện như thế này quả thật rất khó tin. Nhưng khi đó tôi đã giả vờ ngất đi rồi. Bọn họ không có lý do gì để phải nói dối mà lừa tôi. Vậy thì mấu chốt là ở chỗ nào? Tôi ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, mới quay sang hỏi chị Nguyệt. À, bộ da người đâu rồi? Sở dĩ tôi hỏi chắc như vậy là vì nếu bộ da người mà thoát ra khỏi thanh kiếm đó được, thì tôi làm gì còn được ngồi trên giường nói chuyện nãy giờ. Quả nhiên chị Nguyệt bảo tôi, đừng lo, tôi cho người đem nhốt lại trong lòng, cẩn thận canh giữ rồi. Chị đưa tôi đến đó đi. Tôi bước nhanh xuống giường, theo chân chị Nguyệt đến chỗ bộ da người. Cần phải xử lý bộ da càng sớm càng tốt, để tránh cho mấy người bọn họ canh chừng không cẩn thận, chẳng may sơ hở để sổng mất thì nguy to. Xuống tới hầm đông lạnh bên dưới, tôi thấy một cái lồng lớn có gần chục người canh. Nhưng người nào người nấy đều co ro sợ hãi, đứng cách xa cái lồng, không dám lại gần. Bộ da người nằm trong lồng cũng bị cuộn tròn lại, cột chặt bằng mấy sợi dây thừng vậy. Toàn thân đều bị bó cứng, cuộn lại như tờ giấy, chỉ còn nhìn thấy một chút khuôn mặt lộ ra. Thanh kiếm đồng xu của tôi vẫn còn cắm nguyên trong lòng, để tránh bộ da người thoát ra được bên ngoài. Có vẻ thanh kiếm vẫn đang hoạt động rất tốt, có thế nên bộ da mới nằm yên trong lòng chịu trận, chứ không đã chạy mất từ lâu rồi. Cỡ cái lòng thì làm sao nhúc nổi chứ. Thả ta ra, thả ta ra. Bộ da người điên cuồng hét lên, nhưng đến lật mặt lại không còn lật được, nói cái gì ra khỏi lòng. Tôi giẫm một chân lên lòng cho cảnh báo. Có im miệng đi không, hay là muốn bị đem ra phơi nắng hả? Bộ da người yên lặng ngay lập tức, sau đó mới lý nhí hỏi. Sao người biết ta sợ ánh nắng? Quan tài đưa đến lúc nửa đêm, trời lại mưa giông, tôi chỉ đoán đại vậy thôi. Quá ra là trúng thật sao? Người cái gì? Có muốn phơi nắng không? Thật tình tôi chỉ dọa thôi, chứ bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, lấy đâu ra nắng mà phơi. Bộ da người cậu xin. Không, đừng mà. Người nói người muốn cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi. Tôi cười phá lên. Cô thì có cái gì cho tôi? Thân mình còn chưa giữ được, có bao nhiêu đồ tùy táng quý giá cô cũng đưa hết cho người nhà họ Hồ rồi còn gì. Còn cái quan tài cổ này sao? Thấy bộ da người không nói gì, vỗ vỗ lên nắp quan tài, tôi lại nói. Quan tài này á, chẳng qua cũng chỉ là loại quan tài thông thường. Ở thời của cô thì tốt thật, dù gì cũng là công chúa hoàng tộc mà, làm sao nằm trong thứ ván cổ thông thường được. Nhưng mà tới thời của tôi, gỗ này trồng được rồi, chẳng còn hiếm nữa đâu. Bộ da người nói chắc chắn. Tôi có thể khống chế được người khác, chỉ cần cậu tha cho tôi thì cậu muốn cái gì mà tôi không thể điều khiển người khác đi lấy về cho cậu? Nghe cũng hay ho đó. Nhưng tôi làm thế nào biết được bộ da người quái ác này sau khi được thả ra sẽ lập tức nhào tới chiếm lấy thể xác bất kỳ ai trong căn hầm này để uy hiếp tôi. Nghĩ vậy tôi mới ra điều kiện. Như thế thì không cần, chỉ cần tôi hỏi cô thành thật trả lời vậy là được. Nếu cô dám dối gạt tôi như những lần vừa rồi thì đừng có trách. Trả lời thành thật thì sau khi hỏi xong cậu phải thả tôi ra. Không đến lượt cô ra điều kiện đâu. Thả hay không còn phải xem cô trả lời có thành thật tới đâu. Tôi hỏi cô, vì sao giết hại trên dưới nhà họ Hồ chết thảm như vậy? Oan gia trái chủ đến đòi nợ thì có gì sai chứ? Chỉ là người nhà họ Hồ đã hại cô ở đời trước. Hay nói chính xác hơn là những kẻ đã hãm hại ta, đã lột da xẻ thịt ta trả về cố quốc, tất cả đều là lũ đáng chết. Cô có biết lai lịch của thanh kiếm đồng xu này không?
Ta nghe nói đồng thánh kiếm thiêng liêng của xiển giáo. Để có được kiếm này, ba vị đại lão sư tam thanh phải quỳ lại Hồng Quân lão tổ 3 lần. Mỗi một đồng tiền đút ra đều mang khí lực trảm yêu trừ ma vô cùng lớn. Đồng thanh kiếm biến mất đã lâu, kể từ trận thánh chiến với Triệt giáo ở Ngọc Hư Cung gây chấn động thiên hạ. Không biết sao giờ này lại xuất hiện ở đây. Xiển giáo là gì? Sao lại cùng Triệt giáo xảy ra thánh chiến? Tam thanh, rồi còn cái gì mà Hồng Quân lão tổ, thánh chiến Ngọc Hư Cung, tôi đều không biết. Về sau mới thông qua lão chẩn mù mà biết được, Hồng Quân lão tổ là người thầy đầu tiên, cũng là người có pháp lực đạo hành cao nhất trong các thần tiên. Do khí hồng mông hoang sơ sinh ra, từ khi chưa có vũ trụ, chưa có thế giới vật chất, ý thức tinh thần, Hồng Quân lão tổ dạy dỗ 3 người học trò ưu tú chính là Tam Thanh. Tam Thanh gồm có Ngọc Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh là Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh là Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, Giáng Thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo. Trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị thánh nhân đã sáng lập ra Xiển Giáo, một giáo phái nơi mà tín đồ là các đạo sĩ tu chân học đạo, tọa lạc tại Ngọc Hư Cung, Côn Luân Sơn, là một chúng thần tiên quanh năm được sương mù bao phủ. Xiển trong Xiển Dương, khuếch đại. Xiển giáo là giáo phái tu tập mà mỗi vị đạo sĩ hay đạo sư thường chỉ thu nhận 1-3 đệ tử mà thôi. Những đệ tử này được lựa chọn rất kỹ lưỡng, họ thường là những bậc thượng căn thượng trí, có tiên phong đạo cốt ẩn hiện nơi mình. Triệt trong triệt để, thấu suốt. Triệt giáo là giáo phái mà các đạo sĩ hay đạo sư tra sức độ duyên cho chúng sinh từ cỏ cây, sắt đá, cầm thú, phi nhân cho đến con người. Khi nhìn thấy chúng sinh hữu tình hữu duyên, có thể kết duyên với đạo để đào luyện cho tinh tấn, trở nên trọn lành, thì đều có thể trở thành đệ tử của Triệt giáo. Cũng vì lý do tận độ chúng sinh cho nên mới có tên là Triệt giáo. Về sau này, do vài lý do bất đồng quan điểm giữa các môn nhân hai giáo phái mà gây ra chia rẽ, hiềm khích nhau. Người tín giả của Xiển giáo thì xem thường, coi môn nhân của Triệt giáo là đám đội lông mang sừng, thì phàm tánh còn nhiều, sao đòi học tu tiên. Họ dị nghị luôn cả Đức Thông Thiên giáo chủ là vị thượng tôn, nhưng ở chung với đám lông sừng riết thì khó tránh khỏi để lòng tư ý, thiên vị cho hạng phàm tục. Người tín giả của Triệt giáo lại lấy lý do người Xiển giáo có sự phân biệt, xem thường thân phận của môn nhân Triệt giáo, cũng như thiếu tôn trọng lễ độ với tôn sư là Đức Thông Thiên giáo chủ. Cho nên họ muốn đòi lại công bằng cho giáo phái của mình. Cả hai vốn dĩ cùng một gốc, từ Đức Hồng Quân lão tổ phân tách ra 2 đường lối mà thôi. Những trận thiệt chiến, hỗn chiến, cho đến bài binh bố trận để triệt hạ đối phương của môn nhân nhị giáo gây chấn động thiên hạ. Những trận chiến ấy được nhắc đến trong điển tích Trung Hoa Phong Thần Ký, ghi chép lại về các trận đấu pháp trong cuộc chiến tranh giữa hai nhà Thương và Châu. Cuối cùng, Đức Hồng Quân lão tổ phải xuất hiện để giải mối bất hòa giữa hai bên, để mọi tín giả lưỡng giáo nhìn nhận nhau là huynh đệ đồng môn, tùy các dòng pháp tu luyện. Cho đến nay, những hậu bối đạo gia, nhiều người vẫn còn mang định kiến, chấp niệm xem Triệt giáo là bàn môn tả đạo, chứ chẳng phải chánh giáo như Xiển giáo. Đồng thánh kiếm ban đầu dùng vào mục đích diệt ma trừ yêu, về sau trở thành thánh kiếm vô tình trong tay Xiển giáo, tra sức chém giết, triệt tiêu yêu thú, học đội tu tiên của Triệt giáo. Tôi nghe lão chẩn mù giải thích mà không tin nổi vào tai mình. Thứ vô giá như vậy, làm gì có chuyện phụng tiên bỏ móc meo trong kho. Chỉ từ miệng của một bộ da người nói ra, đâu có gì đảm bảo thanh kiếm đồng nát tôi may mắn có được là đồng thánh kiếm chứ. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp vì kiếm chưa giải phong nên phụng tiên không biết đó là kiếm quý. Hay có thể anh ta cũng lờ mờ đoán ra được rồi, nhưng không cách gì giải phong được nên mới bán cho tôi với cái giá hời như vậy.
Quý thính giả vừa nghe xong tập 21 của Thuật Xăm Sinh Tử phần 1, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 22, cũng sẽ kết thúc phần đầu tiên phần 1 của Thuật Xăm Sinh Tử nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của phần 1 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Phần 1 sẽ đóng lại ở tập này, nhưng câu chuyện cũng sẽ chưa kết thúc. Bộ truyện này là một bộ truyện còn rất là dài, có thể chúng ta sẽ nghe xuyên suốt trong suốt một năm nay. Thì sẽ có những cái khoảng nghỉ giữa các phần để chúng ta nghe xen kẽ những cái bộ truyện khác. Cũng có rất nhiều những cái bộ truyện mà quý thính giả mong chờ. Phần 2, phần 3 hiện tại là Huy đang có tác quyền của tác giả Thùy Du rồi. Phần 4 thì tác giả Thùy Du đang viết, thì Huy sẽ sắp xếp lịch và phục vụ mọi người trong thời gian sớm nhất có thể nhé. Và quý thính giả nếu như yêu mến tác giả Thùy Du, hãy truy cập theo đường link trang Facebook Huy đã để trong phần mô tả của video, để nhấn like trang, nhấn theo dõi trang viết của tác giả Thùy Du, ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 22, cũng là tập kết thúc của phần 1 Thuật Xăm Sinh Tử. Trở lại tầng hầm nhà họ Hồ, vấn đề cuối cùng mà tôi hỏi bộ cha người là về cái thây ma. Thứ gì đuổi theo cô hơn ngàn năm qua mà cô phải bày trò để tôi xăm sinh tử cho cô, để loại trừ xác chết chứ? Nghe tôi hỏi, bộ cha người trung bắn lên sợ hãi. Trong cuộc tranh giành sủng ái, ta đã thua. Người giành được trái tim hoàng đế cũng là đối thủ của ta. Sau khi hãm hại ta chịu nỗi đau đớn phanh thây xẻ thịt lột da, cô ta đường hoàng lên ngôi hoàng hậu. Ta hận hoàng đế, biết ả hại ta nhưng không giết ả, vẫn giữ ả ta ngày ngày bên cạnh, còn phong cho ngôi cao hoàng hậu. Còn ta thì sao? Hoàng đế từng nói chỉ yêu có một mình ta, rồi thì ta còn lại gì? Chỉ còn một bộ da chứa đầy oán hận, đau đớn gửi trao về nơi cố quốc. Vua cha chôn theo quan tài còn có mèo đen và ngọc tà. Bộ da ta hút lấy tà khí ngàn năm, ngày càng thêm tươi đẹp mà không thối rữa. Đến khi có những tên trộm mộ tìm tới đào bới, ta mới có cơ hội chiếm lấy thể xác bọn chúng, quay trở về báo thù. Ta muốn khống chế hoàng hậu để thay thế của ta. Nhưng hoàng hậu không phải loại phụ nữ tầm thường, leo lên được trên ngôi cao chính tầng thì giả tâm cũng phải độc ác đến nhường nào. Xung quanh có vô số những kỳ sư dị thuật hỗ trợ, trong cung lại có rất nhiều người ngày đêm canh gác cẩn mật. Ta đã thử ám sát hoàng hậu nhiều lần nhưng không thành công, lại khiến cho cô ta thêm chột dạ đề phòng. Chẳng bao lâu sau, đã thấy bên cạnh hoàng hậu xuất hiện một cận vệ. Anh ta không phải người sống mà là một thây ma đã chết. Kỳ quái một nỗi, tuy là người đã chết nhưng anh ta không phải cái xác biết đi, mà có thể hành động, cư xử, thậm chí là nói chuyện giao tiếp bình thường, giống hệt như một người còn sống vậy. Nhưng ta khẳng định là anh ta đã chết rồi. Ta còn biết được sở dĩ anh ta trở thành như vậy là vì trên người có một hình xăm sinh tử. Cô có biết đó là hình xăm gì hay không? Tôi nghe tới đó liền cắt ngang hỏi ngay, nhưng bộ da người lắc đầu. Không biết. Thật kỳ lạ, một hình xăm sinh tử có thể khiến cho người chết hoạt động bình thường, giống hệt như đang sống, thậm chí có ý thức và có thể giao tiếp, thì đó có thể là hình gì được? Loại hình xăm kiểu này
đến nghe tôi còn chưa từng nghe nói đến, huống gì là được học qua. Tôi lại hỏi: chuyện sau đó thì thế nào? Tôi không khống chế được xác chết, không có cách gì ám nhập được vào người anh ta. Còn anh ta thì theo lệnh hoàng hậu truy cùng đuổi tận, tìm bằng được những người bị ta nhập xác để lột da mang về cho hoàng hậu. Ngay cả khi ta trốn trở lại vào trong lăng mộ, cái thây ma đó vẫn rình chờ ở bên ngoài, không để ta thoát ra ngoài. Trôi qua hàng ngàn năm, cứ ngỡ cái thây ma đó đã bỏ đi rồi, nên ta mới nhân lúc bốn tên trộm mộ lẻn vào, chiếm lấy xác bọn họ, khiêng quan tài và cháu báo đến nhà họ Hồ. Oan gia trái chủ đến vào đêm mưa gió, oán khí ngút trời, vần vũ như bão tố ập đến, sấm chớp sáng lóa văng ngang trời. Sự việc sau đó thì cậu cũng rõ rồi, chính là ta không ngờ cái thây ma ấy vẫn kiên trì bám đuổi theo ta tới tận đây. Nhiều lần ta thấy thấp thoáng bóng anh ta ở khắp nơi quanh đây, dõi mắt quan sát những người trong nhà xem là ai đang bị ta chiếm lấy xác. Cứ thế sống trong sợ hãi nhiều năm, cho đến khi nghe tin có truyền nhân của thuật xăm sinh tử xuất hiện, giải quyết thành công phong thủy nơi mạch trồng của nhà họ Nguyễn, ta mừng rỡ vô cùng. Lập tức dựa vào mối quan hệ thân thiết từ thuở nhỏ của Nguyệt với Mỹ Kỳ, khống chế Nguyệt dựng lên một câu chuyện để lừa cậu đến đây. Hình xăm sinh tử có thể khiến cái xác đó sống dậy như người thật, thì nhất định cũng sẽ có cách giúp ta chống lại cái xác phiền phức đó. Nếu không diệt trừ được, cái xác ấy sẽ đuổi theo ta mãi mãi, cho tới khi nào hoàn thành được nhiệm vụ mới thôi. Mà ta thì không muốn một lần nữa bị lột da, thế nên ta mới gấp rút cho người đi điều tra. Biết được cậu lớn lên nhờ một tay ông nội là ông cửu nuôi dưỡng, ta mới nghĩ ra cách đem ông nội cậu ra lừa cậu, để cậu tin tưởng mà đồng ý xăm sinh tử cho ta và con mèo trong xác Hải Bình. Nào ngờ đồng thánh kiếm lại xuất hiện, không nằm trong kế hoạch của ta, nên mới bị cậu bắt được. Còn con mèo của ta thì bị cậu giết thảm rồi, cửu hồn đều tan biến, ta chỉ có nó bầu bạn, giờ thì không còn nữa, không còn lại gì bên ta nữa cả. Nói đến đây, bộ cha người khóc lên tu tu thảm thiết. Tôi tặc lưỡi nói: vậy thì cũng đã đến lúc cô phải đi rồi. Không, ta không muốn. Huyết Ngọc định tình đã vỡ, mèo của cô cũng không còn nữa. Oan gia trái chủ đến trừ oán nghiệp cũng đã trả xong rồi, cô còn lưu luyến nơi này làm gì? Tôi mong cô sớm ngày siêu thoát, gặp lại được người cô ngày đêm bầu bạn. Mặc cho bộ da người khóc lóc thê thiết, cố gắng dãy dụa, Trường uống như con sâu đo hòng thoát khỏi thanh kiếm. Tôi nói nhỏ với chị Nguyệt, dặn dò chị cho người chuẩn bị xăng và bật lửa. Sau đó lại gọi tiểu hồ ly đến, bảo nó hãy tạo ra một mỹ cảnh thật tươi đẹp, để khi xăng bùng cháy lên thiêu đốt bộ da người, cô công chúa khốn khổ đó có thể thông qua mỹ ảnh nhìn thấy cõi niết bàn, thấy được những thứ, những người mà mình từng yêu thương và những ký ức thời kỳ hoàng kim tươi đẹp. Hãy cho công chúa thấy được những gì cô mong thấy nhất, đó là khoảnh khắc cuối cùng tôi có thể dành cho một cô công chúa cuộc đời thống khổ. Điều tôi không ngờ nhất cũng là cái kết được dự đoán trước. Mỹ ảnh được tiểu yêu hồ tạo ra trước lúc bộ da người hóa thành tro bụi chính là cô công chúa ngày còn xuân sắc. Dưới tán cây tử đằng, hoa tím nở rộ trụ xuống trên hai mái đầu. Có một chàng trai tuấn tú đang choàng tay đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền ngọc bích. Công chúa đỏ bừng mặt e thẹn, tay mân mê mãi viên bạch ngọc là tín vật định tình.
Ngày cô xuất giá cầu thân, Bạch Ngọc ngây thơ tin tưởng, tính chấp vào thái tử. Chẳng ngờ ngày vui chưa được lâu, huyết lệ đã nhuốm màu đỏ thẫm. Người cô yêu là thái tử, không phải hoàng đế. Thái tử trong mị ảnh đứng giữa khung trời lộng lẫy sắc tím bằng lăng. Trái tim mãi mãi là của riêng cô, không có hậu cung tranh giành đến chết. Công chúa tươi cười mà mắt buồn đẫm lệ. Vì sao người ta hận nhất cũng chính là người mà ta yêu nhất? Tôi nhìn đám tro đen bay đầy trong không gian như cánh hoa bằng lăng, tươi đẹp và mỏng manh như vùng ký ức buồn rơi rụng lạ tả trên mái đầu, không khỏi buông một tiếng thở dài. Thôi thì tôi chúc công chúa ở kiếp sau bị cực thay lai. Ngọn lửa phần phật cháy cao quá đầu người, tàn nhẫn nuốt chửng bộ da người đẹp, chôn vùi những vụn ký ức tàn lụi trong lửa đỏ. Một phần ký ức vẫn còn lưu lại khi bộ da người chiếm lấy thể xác, khiến cho Nguyệt đứng trước cảnh cũ người xưa, chứng kiến công chúa cùng mảnh huyết ngọc định tình tan biến, cùng oán niệm bay đầy trời. Bất giác đưa tay ra ôm lấy tàn tro mà bật khóc lên như mưa. Bây giờ nhà họ Hồ chỉ còn lại chị Nguyệt và Hải Bình. Vấn đề của nhà bọn họ đã được giải quyết, chỉ là Hải Bình bị mèo tinh nhập xác quá lâu trở nên ngây ngốc, không biết về sau có thể nối nghiệp nhà họ Hồ hay không. Sự việc lần này ổn thỏa cũng không phải do hình xăm sinh tử, mà nhờ vào uy lực của thanh kiếm động nát. Kiếm nung trong lửa đỏ vẫn không hề hấn gì, ắt hẳn là kiếm tốt. Tôi nhất định phải thử tìm hiểu lai lịch của thanh kiếm này, xem có đúng là đồng thánh kiếm chém yêu trảm ma vô cùng lợi hại mà bộ cha người đã nói hay không. Nếu có thể giải phong được thì càng tốt. So với số tiền nửa tỷ mà nhà họ Hồ trả cho tôi, mua được một món pháp khí tốt như thế này chỉ với cái giá 5 triệu ở một cửa tiệm bán ma khí cao cấp như của Phụng Tiên thì vẫn còn lời to. Tiếc là tôi không tìm thấy cái thây ma có ý thức truy đuổi mục tiêu, nhờ có mang trên mình một hình xăm sinh tử giống như lời bộ gia người đã nói đâu. Có thể khi mục tiêu là mèo tinh và bộ gia người đều đã bị tiêu diệt thì nhiệm vụ được giao cho thây ma cũng hoàn thành, thây ma cũng sẽ trở về với đất vì hình xăm sinh tử hết hiệu lực đi. Tôi cũng vì vậy mà không thể xác nhận được thật ra có loại hình xăm sinh tử kỳ diệu đến thế hay không. Nếu có thì đó là hình do ai đã xăm. Kỹ thuật này vượt quá tầm hiểu biết của tôi, hoặc giả những gì tôi học được từ ông nội trong suốt mấy mươi năm qua chẳng qua cũng chỉ là thuật xăm sơ đẳng mà thôi. Sau vụ việc nhà họ Hồ, tôi về tiệm nằm tĩnh dưỡng suốt một ngày trời mới hồi phục lại được 7-8 phần. Lúc này mới gọi cho Thanh Trà hỏi xem đã tìm thấy hồ ly ba đuôi chưa. Thanh Trà vô cùng căng thẳng khi tam vị yêu hồ vẫn chưa thấy đâu. Tình trạng của Hồng Ngọc lại càng trở nặng, bắp chân đã bắt đầu thối rữa rồi, vết rữa nát ngày một lan rộng. Có vẻ đúng như tiểu hồ ly đã nói, Hồng Ngọc có không bị con yêu hồ đó nuốt chửng đi chăng nữa thì sau 7 ngày cũng sẽ tự động thối rữa đến chết mà thôi. Giao ước ký kết với yêu hồ đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Đã 2 ngày trôi qua, chỉ còn đúng 5 ngày để giết chết con yêu hồ đó, phá bỏ giao ước đi. Vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích. Không biết là Hồng Ngọc có đợi được đến lúc yêu hồ bị giết hay là không. Thanh Trà lo lắng muốn điên lên, hối thúc tôi. Nè, mau nghĩ cách gì đi. Phải tìm ra con hồ ly ba đuôi đó. Phải nhanh lên mới được. Hồng Ngọc đau lắm, không đợi được nữa rồi. Cứ bình tĩnh đi tôi nghĩ đây. Cứ rối lên cũng không có ích gì đâu. Tôi đến ngồi bên cạnh tiểu yêu hồ. Lúc này nó đang giận dỗi, liếm mút mấy đầu ngón tay, miễn cưỡng gặm cái chân gà quay. Sau khi xin thêm con nữa mà không được, tôi mới lần la dụ dỗ. Nè nhóc à, có biết con hồ ly ba đuôi đó thường xuất hiện ở đâu, hay là có chỗ ẩn nấp nào cố định hay không? Cũng có biết một chút xíu. Tiểu yêu hồ nói tới đó
thì mắt nhìn lăm lăm vào con gà quay trên bàn, không nói nữa. Tôi hiểu ý, bẻ cái đùi gà đưa cho nó. Đây nè, bây giờ nói được chưa? Nó lắc lắc hai cái lỗ tai nhìn ra chỗ khác. Tôi đành chịu thua, hứa luôn. Nói đi, cho hẳn một con. Lúc này nó mới sáng mắt lên, vừa xé đùi gà nhai nhồm nhằm, vừa líu lo nói. Hồi trước á, thấy hồ tiên cô hay tới quán bar có tượng thờ hồ ly để thực hiện mong muốn với lại ký kết giao ước. Cũng có mấy cô gái đúng hẹn á, lại mang đàn ông tới quán bar thánh hiến để hồ tiên cô hút lấy máu thịt. Nhưng bây giờ tượng thờ hồ tiên cô bị mấy người mặc đồ đen đập nát hết rồi, không còn về nhà được nữa. Quán bar thì đóng cửa, cái ông chủ quán bar vẫn đứng ra dụ dỗ các cô gái thực hiện mong ước á, cũng bị bọn người đó giết chết rồi. Còn lại mấy cô gái đã ký giao ước với hồ ly thì có chạy đằng trời cũng bị hồ tiên bắt được ha, nuốt chửng những cô gái đó, rồi thì hồ tiên cô có khả năng sẽ quay trở về núi tìm mới lánh nạn á. Quay về núi hả? Là núi nào, ở đâu mới được? Tiểu hồ ly lắc đầu. Ổ của hồ tiên cô, làm gì mà tiểu yêu hồ nào biết được. Cậu không biết tìm được ổ của một con hồ ly á còn khó hơn ổ của bọn thỏ cáo hay sao? Đó là hồ ly thông thường, đằng này đã là yêu hồ, còn là tam vĩ yêu hồ á, thì tìm được ổ khó đến tới mức nào. Hồ tiên cô vừa xảo quyệt lại vô cùng cẩn thận, không chỉ chuẩn bị một mà là rất nhiều cái ổ giả, để tìm được ổ thật còn khó hơn lên trời. Mấy lời tiểu yêu hồ nói làm tôi nhục chí hẳn đi. Nếu ngay cả nó là đồng loại mà cũng không biết con hồ ly ba đuôi, thì trong lúc không còn nhiều thời gian nữa, tôi biết đi tìm ở đâu bây giờ? Cơ thể Hồng Ngọc đã bắt đầu thối rữa rồi, nếu cứ tiếp tục e là về sau có giết được tam vị yêu hồ đi nữa thì những phần cơ thể rữa nát cũng không thể phục hồi lại được như cũ. Nghĩ đi nghĩ lại, manh mối duy nhất lúc này chỉ có tiểu yêu hồ mà thôi. Tôi lại lấy thêm cho nó một con gà quay nữa, kiên trì bảo nó. Nè nè nè, nghĩ lại kỹ xem, có biết hang ổ của con hồ ly đó ở đâu hay không? Tiểu yêu hồ này đúng là cái bụng không đáy, vừa nhìn thấy con gà quay liền chồm tới muốn giật lấy. Nhưng lần này tôi không dễ dàng đưa cho nó ngay, đồng đưa con gà thơm phức trước mặt nó nhử một hồi cho bảo nó. Muốn ăn gà thì phải nghĩ ra được cái gì có ít một chút thì mới được ăn chứ. Nghĩ. Tiểu yêu hồ vỗ vỗ trán, đi đi lại lại, lẩm bẩm một hồi, cố nhớ xem có thông tin gì hữu ích để đổi lấy con gà của tôi hay không. Hơn chục phút sau, nó mới nhảy lôi trôi lên. Cho hồ, Có rồi. Có một ngôi đền mà bách gia xây dựng lên để thờ hồ tiên á, nhưng mà thời gian qua lâu lắm rồi, đền thờ cũ nát hết cả, với lại chỗ đó hẻo lánh, cho nên thỉnh thoảng hồ tiên cô sẽ tới đó lánh xa nhân gian để tĩnh tâm tu luyện á. Đền thờ hồ tiên sao? Nực cười gì, loại cáo vàng thành tinh mà có tu luyện đến 100.000 năm, có mọc ra được đến 9 cái đuôi á, thì cũng không thể đạt được đến bất tử. Chỉ là một con yêu hồ mà lại mộng tưởng muốn trở thành hồ tiên, xuất thân là một con hoàng bì tử, chẳng phải là bạch hồ cao quý, thì có tu luyện đến vạn kiếp cũng không bao giờ đạt được thành tựu. Mà hỏi nó xem, đền thờ đó đâu? Giọng Thanh Trà vang lên trong điện thoại. Ở ngoài con cáo nhỏ cũng nghe thấy, nhưng tôi vẫn nhắc lại, hỏi nó. Nè, có nghe thiên sư của cô hỏi không? Đền thờ hồ tiên ở đâu? Tiểu yêu hồ nhăn trán nhớ lại. Cái chỗ đó rất ít người qua lại, con người nhìn thấy cáo sẽ quỳ lại, không dám xúc phạm tới. Hình như là một ngôi làng hẻo lánh ở trên núi, gọi là địa đạo tử thần á. Tên quỷ lùng ngồi gần đó giỏng tay lên nghe, liền kêu toán lên. Địa đạo tử thần à, tôi biết. Chỗ đó là một ngôi làng chết, người ta đồn đêm khuya nhìn lên sẽ thấy những cái ngọn đèn xanh lục di chuyển, cho nên ai cũng sợ chết khiếp hết. Gọi là địa đạo tử thần là vì hồi xưa chiến tranh,
người ta phải đào địa đạo để ẩn nấp, để vận chuyển lương thực, rồi thì có chỗ cho binh lính dưỡng thương nữa. Tuy là địa đạo hiểm trở, nhưng mà không ít lần vẫn bị phát hiện. Kết quả là những người bám trụ ở đó phải hứng chịu súng đạn quanh tạc, chiến đấu đến sống chết với quân địch, phải chịu cảnh chết chóc phơi thay máu thịt vương vãi kẹt lại mãi trong địa đạo. Những cái nhánh địa đạo chất đầy thi thể hôi thối, người dân thương tình mới đưa lên chôn nhưng mà không có sảy. Về sau xác chết chất chồng chất đống, bốc lên cái mùi thi thể nồng nặc lắm, nhiều quá cho nên chẳng ai dám kéo đến mà chôn nữa. Cứ thế cứ để nằm đâu thì nằm nguyên đó. Những xác người chết trận đổ máu vì bom đạn vẫn cứ thế thả xuống địa đạo, máu tuôn nhuộm đỏ đất, thịt da rửa nát hóa thành phù sa. Bao nhiêu năm trôi qua, đến khi hòa bình rồi mà người sống vẫn còn ám ảnh, vẫn còn nghe thấy tiếng bom đạn, tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng chạy bình bịch, tiếng người ai oán gào khóc. Vẫn còn nhìn thấy những cái bàn tay người chết xanh lè gầy đét, lõm ngõm bò lên từ những cái hố địa đạo đó. Có người còn nhìn thấy từng đoàn người trèo từ dưới địa đạo trở lên mặt đất, rồi cái rậm rạp hành quân dưới ánh trăng đêm vậy. Nhưng mà bọn họ chẳng thể đi xa được, chỉ lẩn quẩn vòng quanh những cái hố địa đạo chôn xác của mình. Ai nhìn thấy cảnh này về nhà cũng ốm mê man suốt cả tháng trời mới khỏi. Ghê rợn hơn nữa, theo những lời người dân quanh đó đồn đoán đó, thì địa đạo thấm đẫm máu thịt và quán thù, lâu dần đã trở thành một cái địa đạo sống. Vách đất nó phập phồng, mạch địa đạo thay đổi liên tục giống như có ma vậy. Quân địch bị kéo xuống dưới vùi thay trong máu thịt cuồn cuộn, chảy máu mắt, máu mũi, máu lỗ tai, máu miệng, chảy cho đến chết. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng. Thế nên mới gọi là địa đạo tử thật. Tiểu Yêu nghe ông Lùng kể một hồi mới nhớ ra, có lần Hồ Tiên Cô nói á, người dân quanh đó muốn lắp kính địa đạo để những người chết không còn vất vưởng dọa người sống nữa. Nhưng mà những người lớn tuổi đều không có đồng ý. Họ bảo với người trẻ không phải do địa đạo, nên có lắp kính cũng không có tác dụng gì. Điều cần làm là an ủi vong linh của những hương hồn đã khuất. Mỗi người một ý. Có người thì nhắc lại tích xưa Lê Thái Tổ từng tạc tượng, phong cho một con cáo trắng từng cứu mình là thần hộ quốc. Lại nói con cáo trắng có 9 cái đuôi còn gọi là cửu vĩ hồ. Mỗi một cái đuôi đều có thể chế ngự được tà ma. Có đến 9 cái đuôi trấn áp thì không phải sợ ma quỷ quấy nhiễu nữa. Nghe thấy có lý, cho nên cuối cùng những người dân trên dưới mới thống nhất cùng lập nên một cái đền thờ thần cáo trắng 9 đuôi, gọi là đền thờ hộ tiên á. Địa đạo tử thần nằm ở một vùng hẻo lánh nơi ngoại ô thành phố. Vào ban ngày trông chẳng khác gì hầm trú ẩn thông thường. Trước đây quả thật có một đền thờ hộ tiên, nhưng hiện tại đã hoang tàn đổ nát. Tên Quỷ Lùng đã từng tới đó một vài lần. Tuy có ít hồn ma bóng quế hơn xưa, nhưng khi đêm xuống vẫn nhìn thấy những cái mảng lớn màu xanh lục trôi nổi, thắp sáng cả một khoảng trời. Càng nghe nói, tôi càng chắc chắn con hồ ly ba đuôi đang ẩn thân ở đó. Một nơi hoang phế lâu năm như ngôi đền thờ hồ tiên lại nằm cạnh địa đạo tử thần ghê rợn, không một bóng người lai vãng. Còn chỗ ẩn náu nào tốt hơn như thế nữa chứ? Giả như có người nhìn thấy con yêu hồ ngồi chiếm chệ trên bệ thờ đi nữa, thì cũng phải chắp tay quỳ bái nó 3 lần. Thanh Trà trong loa điện thoại lớn tiếng hỏi: "Nè, địa đạo gì đó đó, cụ thể là ở đâu? Ông Lùng gửi địa chỉ cho tôi đi." "À, mà con hồ ly ba đuôi đó để mình tôi xử lý được rồi. Tôi phải xẻ thịt nó ra nhúng lẩu, lột da nó mai áo lông, mặc cho hả cũng tức. Còn mấy ông đều không biết đuổi ma bắt quỷ, đi theo chỉ tỏ vướng tay vướng chân thôi." "Nè, hồ ly ba đuôi tinh ranh xảo quyệt, bọn tôi không biết trừ ma giết quỷ, nhưng mà cũng phụ đỡ được một tay một chân. Cứ mỗi mình cô đi về sao được?" Thôi sao cũng được, miễn tìm ra con hồ ly ba đuôi đó là được. Tôi giúp cô tìm được con yêu hồ rồi, giờ cô cũng phải giúp tôi giải phong thanh kiếm đồng xu mới được." Thanh Trà gắt lên: "Điên hả? Phụng Thiên đã nói thanh kiếm nó không cách gì giải phong được. Giải được thì anh ta không bán rẻ cho mấy người rồi." "Chưa thử sao biết được, nhỡ đâu anh ta xui xẻo, còn tôi gặp may thì sao? Cô cứ đưa tôi tới gặp vài cao nhân thử vận may xem thế nào."
Thanh Trà quát lên trong ống nghe điện thoại: báo hại tôi muốn trách Mằng Nhĩ đi. Trời ơi, bây giờ không phải là lúc đòi hỏi. Hồng Ngọc không có đợi được nữa rồi. Tôi dịu giọng: biết vậy, nhưng mà tới chỗ địa đạo phải qua nhiều lần đò xe. Cô có muốn đi ngay cũng không có được. Chuyến xe khởi hành sớm nhất đó là sớm mai. Vẫn còn thời gian để tranh thủ tìm cách giải phong thanh kiếm, để tôi có thể giúp cô một tay chứ. Thôi được rồi, taxi tới đầu hẻm rồi nè, ra đi. Cái gì nhanh vậy? Tôi mang theo thanh kiếm đồng xu đi bộ ra đầu hẻm, đã thấy Thanh Trà đang ngồi trên taxi chờ sẵn. Xe đưa cả hai đến trước một khoảng sân rộng, rậm rì hoa lá. Dây trường xuân uốn quanh những đóa hồng leo, tiểu cảnh bài biện tỉ mỉ, trông vô cùng trang nhã. Sau một hồi chuông reo, thấp thoáng thấy bóng của một ông lão lớn tuổi ra mở cửa, điềm đạm chào Thanh Trà. Ra là học trò của thiên chủ, mời cô vào. Vào tới trong sảnh, ông lão rót hai tách trà mời. Cô cậu uống chén trà, đợi tôi đi gọi cô chủ nghe. Thanh Trà nhấc tách trà đậm đà hương thơm lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi tấm tắc khen: đúng là ngự trà Long Tỉnh, sắc nước xanh tươi, mùi hương lan tỏa, hàng thượng phẩm có khác, uống vào êm ngọt hết sức. Tôi cũng xoay tách uống thử một chút. Trà đồng lại nơi cuốn lưỡi, không chỉ rất thơm ngon mà còn tôn lên được phong cách bài trí khéo léo của chủ nhà. Mọi thứ đều cổ kính trang nhã, từ những bức thư họa đến thư pháp treo trên tường, đến những chiếc dĩa gốm, máy hát, mỗi một thứ đều toát ra khí chất dịu dàng tao nhã. Thật tò mò không biết chủ nhà này là người như thế nào, tôi hỏi Thanh Trà: cô đưa tôi tới đây gặp ai vậy? Tôn nữ Vân Dung, dòng dõi hoàng thất, thân phận cao quý đó. Muốn địa vị có địa vị, muốn phú quý có phú quý. Nhờ tới cô ta thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Tôi làm gì có nhiều tiền. Dớ dẫn, mấy người nhờ tôi đưa tới chỗ để có thể giải phong thì tôi đưa tới chỗ tốt nhất rồi đó. Còn tiền á, thì giá khởi điểm thấp nhất là 100 triệu. Còn tùy vào món đồ cao cấp ra sao, xì tiền ra chứ ai làm không cho. Xăm sinh tử có xăm miễn phí cho ai không, mà cứ đi đâu cũng đồ rẻ vậy. Tôi cạn lời: không có tiền thì đi, đứng lên đi vậy. Thanh Trà bực tức đứng lên. Trên lầu liền nghe có tiếng giày cao gót nện lợp cợp trên bậc thang đi xuống. Vừa mới tới sao đã vội đi rồi? Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một người phụ nữ tầm tuổi 25, mặc một bộ đầm bó sát màu xanh cổ vịt, trông vô cùng duyên dáng, quyến rũ. Đi phía sau là ông lão khi nãy, có lẽ là quản gia. Tôi là Thanh Trà, học trò của thiên chủ. Hôm nay mang theo một thanh kiếm tới đây, nhờ chị Vân Dung giải phong giúp. Tôn nữ Vân Dung đưa mắt nhìn tôi, cho hỏi: kiếm muốn giải phong là thanh kiếm đồng xu đó có phải không? Thanh Trà giật lấy thanh kiếm trong tay tôi, đưa cho người kia rồi nói: phải rồi, chị xem kiếm này như thế nào, có giải phong được hay không? Vân Dung ban đầu nhận thanh kiếm từ Thanh Trà cũng không có biểu cảm gì, từ từ chạm tay vào từng ký hiệu khắc trên những đồng xu thì sắc mặt mới dần thay đổi. Hai mắt sáng lên rõ vẻ ngạc nhiên, hỏi Thanh Trà: đây hình như là đồng thánh kiếm của đại lão sư Tam Thanh, 1000 đồng tiền được đúc ra từ huyền khí vạn dương. Thanh Trà nhìn người kia cứ mân mê thanh kiếm đồng, không muốn trời tay thì thắc mắc: kiếm này tôi mua từ chỗ Phùng Tiên, anh ta nói đã tìm đủ cách giải phong rồi mà không có được, chị chưa nhìn thấy sao? Tìm người giải phong không thể nào không mang qua chỗ chị được. Vân Dung ôn tồn giải thích: pháp khí và ma cụ phân chia theo 3 thứ hạng cao, trung, thấp. Chi phí giải phong cũng tùy vào cấp bậc mà lấy cái giá tương đương. Ngoại trừ đồng thanh kiếm thì những thanh kiếm bằng đồng đa phần vừa liếc sơ qua đều bị liệt vào hàng cấp thấp, chẳng đáng bao nhiêu tiền, lại phải tốn phí giải phong. Thì những người làm ăn như thương gia, như nhà họ Lã thì làm sao kiếm lời được? Đương nhiên là cứ để nguyên như thế mà bán cho khách rồi, làm gì có chuyện giải phong mà đem đến chỗ tôi.
Ngay cả tôi á, cũng không khi nào nhận giải phong những thứ cấp thấp như kiếm đồng tiền. Tôi đáng phụng tiên cũng như tôi, không nghĩ đây là đồng thánh kiếm á. Tôi nghe vậy thì hào hứng hỏi, nếu vậy thì thanh kiếm này thuộc hạng nào ạ? Hạng thấp, kiếm không đạt tiêu chuẩn. Tôi hơi cục hứng hỏi, kiếm có lai lịch tốt như vậy mà chỉ là hạng cấp thấp thôi sao? Đó là sau khi được giải phong sẽ lại là một thanh thánh kiếm, cấp bậc thông thường làm sao so sánh được. Vậy cô tính chi phí giải phong là bao nhiêu? Tôi nôn nóng hỏi thẳng vào vấn đề. Vân Dung đáp gọn, đầu vẫn không ngẩng lên, tay vẫn đang mân mê mấy đồng xu trên thân kiếm. 3 tỷ. Tôi lấy lại thanh kiếm, từ chối mà nói, tôi mua thanh kiếm này cho Phụng Tiên chỉ có 5 triệu thôi. Tới chỗ cô lại phải mất 3 tỷ đi giải phong. Thì thôi đi, không được đâu. Thanh Trà vừa đứng lên theo tôi ra gần tới cửa thì Vân Dung gọi giật lại. Nè, chờ đã. Cô ơi, tôi không có tiền đâu. Có tiền thì đã không phải mua pháp khí mà chỉ có 5 triệu xài tạm rồi. Tôi khổ sở đáp lời, tiền còn phải dành dùm để cứu ông nội. Tôi không thể động cái gì mà cũng chi ra một đống tiền được. Thà cứ dùng máu để kích hoạt kiếm xài tạm còn hơn. Cậu cho tôi xem lại thanh kiếm một chút được không? Để làm gì? Tôi vội lắm, còn có gì phải đi đó. Thanh Trà huýt tay tôi ra hiệu. Tôi đành quay trở lại đưa kiếm cho Vân Dung cầm thêm một chút. Cô ta vẫn tấm tắc khen không tiếc lời. Đồng thánh kiếm quả thật được đúc rất khéo, sờ vào liền cảm nhận được huyền khí vạn dương tuôn chảy, âm dương hòa quyện, kết hợp cảm giác chạm vô vô cùng thoải mái. Một khi được giải phong, uy lực sẽ bộc phá như thế nào, trăm ma bách quỷ thấy kiếm đều phải phủ phục sợ hãi. Nhưng tôi nhớ ông nội từng nói, đồng thánh kiếm là báu vật vô cùng kỳ lạ. Có khi dòng dõi chúng tôi cũng không ai có thể ngộ kiếm giải phong được. Thanh Trà thắc mắc, vậy chị xem qua rồi liệu có cách hay không? Vân Dung nhắm mắt lại, lướt nhẹ mấy đầu ngón tay thon mảnh qua những đồng tiền, nhìn lướt trên phím đàn thì bỗng nhiên thốt lên, thật kỳ lạ đó. Cô nói cái gì kỳ? Chất giọng trong trẻo của Vân Dung lại bỗng trở nên khào khào vô cùng quái lạ. Thanh kiếm này đã được giải phong được một nửa rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Cô đã mang kiếm tới nhờ một người khác trước tôi rồi hay sao? Không, em tìm chị đầu tiên mà. Đúng rồi, tôi mới mua thanh kiếm này mấy ngày nay thôi. Từ sau trận chiến ở Ngọc Hư Cung, các vị đại lão sư mất đi thánh kiếm lưu lạc trong nhân gian, nhất định phải bị phong ấn. Làm chuyện gì đã được giải phong một nửa như thế này chứ? Tôi cũng không rõ nữa. Có thể cho Phùng Tiên đã giải phong một lần rồi cũng nên. Vân Dung lắc đầu nói, không thể nào. Chỉ cần giải phong được một phần nhỏ đã có thể lập tức cảm nhận được huyền khí vạn dương tuôn trào rồi. Làm sao có chuyện Phụng Tiên bán cho cậu với cái giá đó được? Vậy thì tôi cũng biết nữa. Ngẫm nghĩ một chút, Vân Dung lại hỏi, cậu đã từng dùng máu kích hoạt kiếm chứ? Cái này thì có. Máu chó mực, còn có máu của tôi nữa. Phụng Tiên bảo tôi dùng máu vẫn có thể kích hoạt được kiếm, không cần giải phong vẫn có thể dùng được, cho nên tôi mới mua đó chứ. Vân Dung cười bảo tôi, vậy thì đúng rồi đó. Cậu và thanh kiếm này thật sự có duyên. Có duyên lắm. Nếu như thanh kiếm này nhờ máu của tôi mà giải phong được một nửa thì lấy thêm máu là được rồi phải không? Vân Dung lắc đầu, tôi cũng không biết. Cho dù cậu có 3 tỷ cũng không chắc giải phong được kiếm cho cậu. Cậu có thể dùng máu của mình giải phong được một nửa, thì khi cơ duyên đến, cũng sẽ tự cậu giải phong được nửa còn lại. Nếu cậu có việc phải đi bây giờ thì để lại số điện thoại và địa chỉ đi. Có thông tin gì về thánh kiếm tôi sẽ báo cho cậu biết. Trở lại tiệm xăm, tôi gọi ông Lùng
và tiểu hồ ly đi theo, để ông Trọc ở nhà trông chừng cửa tiệm. Cả ba cùng thanh trà đi tới địa đạo tử thần. Có tên quỷ lùng cũng biết sơ qua về địa hình trên núi, lại có biết chút chút về thuật âm dương bói quẻ. Tiểu hồ ly thì dù gì cũng là yêu hồ, so với gã Trọc chỉ biết đánh đấm chân tay, thì để gã ở nhà trông coi cửa tiệm là hợp lý nhất. Tiểu hồ ly biến thân hoàn hảo, bề ngoài trông giống như một cô gái dễ thương, duy chỉ có đôi tai là không giấu đi được. Cũng may thú chơi cosplay hiện nay khá thịnh hành trong giới trẻ, nên nhiều người đi đường lầm tưởng là một cô gái hóa trang thành cáo, không ai phát hiện thật ra là cáo giả trang thành người. Nhiều người còn hào hứng gợi ý chụp chung một tấm hình vì tiểu hồ ly quá đáng yêu. Chẳng mấy chốc, con tiểu hồ ly này lại hot trần trần trên mạng xã hội cho mà coi. Tuy vậy cũng có những chỗ tiểu hồ ly phải biến trở lại thành cáo để tôi bỏ vào trong ba lô mà vác đi, vì tiểu yêu làm gì có thẻ căn cước công dân đâu. Nhọc nhằn kệ nệ qua mấy lần đò xe, cuối cùng cũng lên tới được nơi thì cũng đã 8 giờ tối rồi. Khu địa đạo tử thần nằm ở vị trí hẻo lánh, đường xá lại không được sửa sang. Báo hại mấy người bọn tôi đi bộ muốn trả cặp giò, mệt chết đi được. Đền thờ hầu tiên được xây dựng ngay trên địa đạo tử thần, tường mái hoang tàn cũ kỹ, như đã lâu không có người nhang khói viếng thăm. Càng tới gần càng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, xộc thẳng lên từ dưới địa đạo, như mùi thức ăn ôi thiêu để lâu ngày, khiến bụng già tôi nôn nao muốn mửa. Trôi nổi dày đặc trong đêm tối là những ánh xanh lục nhớp dính, kết tụ lại với nhau thành từng mảng. Dưới địa đạo có nước động xăm xấp, đường đi bám đầy bùn nhão đỏ quạch dưới đế dày. Thanh trà bịt mũi bởi ngửi thấy cái mùi trứng thối, không chịu nổi sải bước đi thật nhanh tới trước ngôi đền thờ hồ tiên, bỏ lại sau lưng những mảng màu xanh lục chỉ có thể quấn quanh bên những cái hố địa đạo. Con nhỏ nóng nảy đạp tung cánh cửa tiến vào thần điện, nhưng không thấy bóng dáng con hồ ly ba đuôi đâu. Tôi chỉ dì ngón tay trên lớp bụi phủ dậy, nhìn mạng nhện văng đầy khắp nơi. Có thể thấy điện thờ này rất lâu không có người lui tới, nhưng cũng không đến nỗi dột nát. Ít ra mái tôn vẫn còn tốt, không có lỗ thủng trên mái nhà, ánh trăng không xuyên qua được nên trong này rất tối, phải dùng đến đèn pin điện thoại soi tạm. Bầy chuột dưới chân nghe động thì chạy tán loạn, kêu lên chí chóe như còi báo động. Đặt ở vị trí trung tâm điện thờ là một bức tượng cao lớn, tượng tạc một người phụ nữ mặc áo tứ thân, cổ yếm màu trắng thuần khiết, đầu đội mấn vấn cao, dung mạo xinh đẹp, thân hình uyển chuyển, sau lưng xòe rộng chín cái đuôi. Tên quỷ lùng thốt lên: "Ừ, đây là hậu tiên sao?" Tiểu hồ ly vừa nhìn thấy bức tượng trước mắt đã lập tức chập đầu quỳ lại, giống như thấy bà cô tổ hiện linh. Thanh trà không mấy mặn mà với bọn yêu hồ, nên chỉ chú tâm tìm kiếm xung quanh một hồi, thất vọng nói: "Ở đây không có ma quỷ gì, mà cũng không có con hồ ly ba đuôi nữa." Tên quỷ lùng đề nghị: "Vậy thì vậy thôi, vẫn còn kịp bắt chuyến xe cuối đó." Nhưng thanh trà không cam tâm: "Không, dù gì cũng tối rồi, ở đây đợi một đêm xanh sao đã." "Ở chỗ này toàn chuột bọ bụi bặm, cô tính ngủ sao?" Thanh trà lấy túi khăn giấy lau sơ qua bệ thờ cho bớt bụi. Lau xong, nhảy lên trên bục ngồi tựa lưng vào bức tượng hồ tiên, cho nói: "Tôi ngủ đây, còn mấy người tự tìm chỗ mà nằm đi." Tiểu hồ ly là hồ yêu nên càng không bận tâm tới chỗ ngủ. Nãy giờ vẫn mãi mê lăn lộn đuổi bắt chuột khắp điện thờ, quần áo mặt mũi đều đã lấm lem rồi. Tôi và tên quỷ lùng nhìn quanh một hồi, kéo một chiếc bàn đá vào sát trong góc, lao bớt bụi để ngã lưng một chút. Nhưng chiếc bàn đá quá nhỏ, chỉ vừa đủ để nằm nghiêng. Tôi đành nằm nép sát trong vách, để tên quỷ lùng nằm ở ngoài. Cảm giác tựa sát vào nhau thật kỳ cục, xấu hổ chết đi được. Nhưng cả ngày mệt nhoài rồi nên nằm một chút đã ngủ được ngay. Tiểu hồ ly chơi chán rồi cũng cuộn người nằm ngủ. Nửa đêm đang ngon giấc,
thì có cơn gió lạnh lùa vào, thổi thốc lên lưng áo, khiến cho tôi trùng mình ớn lạnh từng cơn. Nhìn ra thấy cánh cửa điện thờ vẫn để hở từ đầu hôm, đang lách tách va vào nhau. Tôi định bước ra đóng lại thì thấy trước cửa có một mảng màu xanh lục hiện ra trong chớp mắt rồi tắt ngấm đi, nhanh chóng biến thành một bóng đen trườn bò từ dưới địa đạo lên trên này. Dụi mắt mấy cái thì lại không thấy đâu nữa. Nghĩ là mình nhìn nhầm, lại nghĩ đang trong đền thờ hầu tiên sẽ không có ma quỷ nào vào được tận trong đây. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, khép cửa lại rồi quay trở vào trong định ngủ tiếp. Nhưng thình lình nghe như ngoài cửa có tiếng ai đó thoảng vào trong gió, rung lên trong màn nhĩ. Tôi vỗ vỗ nhẹ tên quỷ lùng rồi hỏi nhỏ: "Nè nè, có nghe thấy không?" Anh ta cố nhướng mi mắt nặng trĩu lên, bển tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nói với tôi: "Hình như có tiếng bước chân đi đi lại lại ngoài cửa. Nửa đêm nửa hôm, làm gì có ai đến đây giờ này? Hay là ma? Thanh Trà, gọi Thanh Trà đi. Bình tĩnh đó, biết có phải là ma không? Mà có là ma đi nữa thì cũng đi dạo lòng vòng bên ngoài, chứ đâu có vào đây được. Mua thêm việc cho người làm gì?" Thình lình có ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tôi nghe mà sởn hết da gà. Đã vậy tên quỷ lùng còn chụp ngay lấy cánh tay tôi mà lắc, hoảng sợ tới nỗi lắp ba lắp bắp: Gõ cửa kìa." Tôi cố trấn tĩnh, siết chặt thanh kiếm đồng tiền trong tay, cho hỏi lớn: "Ai ngoài đó?" Không nghe tiếng đáp trả, tôi tiến ra gần cửa, không mở mà thủ thế hỏi lại một lần nữa: "Tôi hỏi ai? Sao không lên tiếng?" "Cho tôi mượn chút đồ có được không?" Nghe giọng người bên ngoài đáp trả, dường như là một người đàn ông trung niên, nhưng giờ này lại lên tới tận đây mượn đồ sao? Rốt cuộc là người hay ma đây? Nếu là ma thì có con ma nào mượn đồ mà lại nói năng lịch sự như vậy hay không? Nếu là người thì có ai lại đi mượn đồ vào giờ này hay không chứ? Tên quỷ lùng trung chạy hỏi vọng ra: Ông mượn cái gì?" Người bên ngoài tự tốn đáp: Tôi mượn ít kim chỉ đó mà, anh có đó không?" Kim chỉ sao? Giờ này còn may vá cái gì mà mượn kim chỉ? Hình như có cái gì đó không ổn thì phải. Nhưng tôi vẫn tò mò, muốn tra xem thử người đàn ông đó rốt cuộc là người hay ma. Ngay khi tôi vừa đưa tay tính mở cửa thì bị tên quỷ lùng ngăn lại: "Nè, cậu có kim chỉ không mà mở?" Tôi lắc đầu. Thật tình tôi chỉ muốn xem ông ta là ai mà giờ này còn đi mượn kim chỉ. Quan trọng là ma hay là người thôi, cần gì phải có kim chỉ cho mượn thì mới được mở cửa. "Vậy ông có không?" Tôi hỏi lại tên quỷ lùng lấy lệ. Không ngờ anh ta lấy cuộn kim chỉ từ trong ba lô ra đưa cho tôi thật. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc: "Cái gì? Đàn ông đi ra đường mang theo mấy cái thứ khâu khâu giá phức tạp vậy làm gì?" "Ở phòng thân thôi, có gì mà lạ, mà mở cửa đi." Tôi lấy cuộn kim chỉ, thận trọng kéo hờ cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Quả thật có một người đàn ông trung niên đang đi đi lại lại, trông có vẻ nôn nóng. Vừa thấy tôi mở cửa, ông ta mừng trơn hỏi ngay: "Chào cậu, cậu có kim chỉ không?" Tôi nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo cũ sờn rách, vẻ mặt lo lắng căng thẳng, cũng không biết ông ta thực ra là người hay ma, đành phải trao cuộn kim chỉ cho, nhỏ nhẹ nói: "Có đây chú, kim chỉ đầy đủ nè, chú cầm lấy đi." "Mà chú à, đêm hôm chú mai giá cái gì mà cần kim chỉ gấp vậy?" "Mai đồ, chứ không thì còn dùng kim chỉ để làm gì nữa chứ?" "Mai đồ sao?" Quần áo ông ta tuy có cũ, nhưng tôi để ý là không bị rách chỗ nào, sao cần phải khâu vá lại? Rõ ràng ông ta đang cởi nút áo ra kia mà, định mai cái gì chứ? Tôi tò mò nhìn sâu vào trong lớp áo mỏng manh, xem rách chỗ nào
mà phải gấp như vậy? Khi nhìn thấy bụng của ông ta lộ ra thì lập tức nín thở đi. Có một lỗ thủng lớn trên bụng ông ta, thấy rõ cả ruột gan bên trong. Ông ta lẩm bẩm luồng cây kim kéo theo sợi chỉ sồng sột qua thành ruột xúc xổ. Tôi tái mặt, vẫy tay đằng sau lưng ra hiệu cho tên quỷ lùng tránh vào bên trong, đừng ra ngoài. Tôi vẫn còn đang lay hoay nghĩ cách đối phó thì ông ta đã khâu xong rồi. Sau khi đưa hàm răng kèn kẹt cắn chỉ xong, ông ta trả lại cuộn kim chỉ cho tôi với nụ cười hiền lành trên môi, rồi vui vẻ nói: Cảm ơn cậu. Rồi ông ta cầm bát mì trên đất lên nhai ngấu nghiến, phấn khích mà nhai chốc chép. À, ngon, cuối cùng cũng ăn được rồi. May mà gặp được người tốt, người tốt đó. Nhưng kỳ lạ là ông ta ăn bao nhiêu trôi xuống dạ dày, cuộn quanh ruột rồi lại trôi hết ra ngoài qua đường chỉ khâu lúc nãy. Rõ ràng đường mai đã khâu dính khích lại rồi mà, vậy mà chẳng hiểu sao ở cuối đường chỉ vẫn lòng thòng sợi mì đổ hết ra đất. Ông ta ăn hết một bát rồi lại thêm một bát, nhưng ăn bao nhiêu vào mì đều trào hết ra ngoài. Tức điên lên, ông ta vứt bát mì đi, thọc mạnh tay vào bụng xé toạc đường chỉ mai ra, chọc sâu vào kéo cả ruột non ruột già sổ ra đất. Nhìn đống ruột bầy nhầy xanh nhất, tôi bụm miệng cố chặn cơn nôn mửa. Người đàn ông sau một tràng nôn ọe của tôi thì đột nhiên quay phắt lại, chuyển từ tức giận sang vui mừng, đưa ánh mắt nhìn tôi chồng chọc thèm thuồng như nhìn thấy món thịt người ngon lành. Liền đổi sắc mặt dữ tợn, chụp lấy cánh tay tôi mà cười lên khục khục. Cậu này, đã lỡ làm người tốt rồi thì làm cho trót đi. Cậu cho tôi cắn một miếng thịt. Nói xong, ông ta điên cuồng nhào vào người tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đạp ông ta văng ra xa, đóng sầm cửa lại rồi hét lớn: Cút đi, không ông lại đạp cho gãy răng bây giờ. Thịt ông mà cũng dám ăn sao? Có lẽ ông ta không dám xâm phạm vào đền thờ, nên đằng sau cánh cửa đóng sập không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tên quỷ lùng lúc này mới nói: Ông chú đó là ma đối đó, chỉ khi rằm tháng 7 mới được ăn no thôi. Ngày thường thì ăn vô bao nhiêu đều sổ ra hết, đó là còn may. Chứ ma đối có loại nuốt thức ăn vào như nuốt than cháy đỏ, đến chạm vào đồ ăn cũng không thể chạm được chứ. Nhìn ngon lạnh thơm phức như thế chứ không có ăn được, còn đau khổ gì bằng. Bây giờ rõ là ma rồi, còn muốn ăn thịt của cậu nữa. Mà mau gọi thanh tra xử lý đi rồi còn gì. Tôi rội đèn gọi: Nè thanh tra. Nhưng đằng sau bức tượng thấy trống không, nhìn quanh ngôi đền cũng không thấy con nhỏ đó đâu. Gọi lớn thêm mấy lần nữa, bốn bề vẫn yên lặng như tờ. Quái lạ, mọi người vẫn còn ở đây mà con nhỏ nó đi đâu? Đi mất từ hồi nào mà sao không ai hay biết vậy? Bảo sao nãy giờ con ma đối hết gõ cửa hỏi mượn kim chỉ đến đồ ăn thịt tôi, ồn ào làm loạn hết cả lên mà không thấy nó lên tiếng. Tôi gọi cho nó cả chục lần nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Thanh trà không thông thuộc địa hình nơi này, bây giờ lại đang vào thời khắc giữa đêm gần về sáng, bên ngoài toàn là ma đối ma chết trận thì nhào leo lên từ những cái hố địa đạo, càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Tôi phải đi tìm xem á, con nhỏ đi nó đang ở đâu, lỡ nó có mệnh hệ gì thì không biết phải ăn nói với tiền chủ sao luôn. Nghe tôi nói vậy, tên quỷ lùng ngần ngại nhắc nhở: Ra khỏi ngôi đền này rồi á, không biết có thứ ghê tởm nào đang chực chờ cậu ngoài kia đâu. Thanh trà là thiên sư, tự biết bảo vệ mình, chứ như cậu ốc còn chưa mang nổi mình ốc, ra đó chết không kịp ngáp chứ ở đó mà tìm chứ kiếm. Ông nói vậy sao được, thiên sư thì thiên sư chứ cấp bậc tam kỳ thì làm được cái gì? Ngoài đó nhiều yêu ma như vậy, đánh một mình làm sao được, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Có người cũng phụ thêm được một tay một chân, cứ sợ chết chui rút trong này để mặc cho con nhỏ ấy chết hay sao? Ý tôi không phải vậy, cậu đợi thêm một lát nữa coi sao,
biết đâu con nhỏ chỉ lanh quanh đâu đây thôi. Tôi chần chừ một lúc, đứng cạnh cửa lắng tai nghe động tĩnh. Nhưng bên ngoài mọi sự vẫn yên ắng khác thường. Không chờ đợi được nữa, tôi nâng thanh kiếm đồng xu lên, chuẩn bị mở tung cửa xông pha ra ngoài tìm thanh trà, thì bị tên quỷ lùng kéo giật ngược trở lại, chỉ vào tiểu hồ ly đang tựa cột ngủ chảy cả nước miếng rồi nói nhỏ: "Nè, dù gì nó cũng là hồ yêu, đâu có sợ ma tà gì. Cậu bảo nó đi trước dò đường đi." Không biết nó đang mơ cái gì, chắc lại đang mơ thấy được ăn cả bầy gà nướng đây. Gọi dậy giữa chừng cũng thấy tội lỗi, nhưng mà thôi. "Ừ, nè, nhóc à, chị mau." Con tiểu yêu hồ mà ngủ say còn hơn cả thanh trà. À không, ý tôi là ngủ say như heo, gọi mãi không chịu tỉnh, phải đánh vào mông mấy cái thật đau. Nó mới khóc thét ngồi dậy mắng tôi độc ác, rồi ôm cái mông đau đi ra mở cửa, lào bào: "Giờ này tự nhiên đang ngủ ngon lành dựng đầu vậy, bắt đi ra ngoài đó làm gì? Toàn là yêu ma không à, sao mở yên trong này đi? Có hồ tiên cô bảo vệ không an toàn hơn hả?" "Ui, bảo đi thì cứ đi đi, lắm đợi, muốn đòn nữa không?" Tôi đưa cao tay định đánh, nó liền lè lưỡi liêu liêu tôi, lè tè chạy tuốt ra ngoài. Như mắt nhìn qua khe cửa thám thính một hồi, nhưng trời tối quá chẳng thấy gì, lại quay vào hỏi: "Phải đi thiệt hả?" Tên quỷ lùng hối thúc: "Thiện sư cô của mày đi mất rồi, phải đi tìm. Mà tiểu yêu hồ thì sợ ma cái gì, mau đi trước dẫn đường đi chứ." Tiểu hồ ly gãi gãi đầu phân trần: Thì đúng là hồ yêu không sợ ma thiệt, nhưng tiểu yêu như tôi á cũng đâu có đánh lại mấy con ma." Tên quỷ lùng thở dài thất vọng: Cái gì chứ, tiểu yêu thì tiểu yêu, ít ra cũng phải đánh được vài con ma chứ, gì cô bắp quá vậy?" "Không cần đâu, chỉ cần nhúc đi đầu thôi, yêu ma gì cứ để thanh kiếm đi luôn." Tiểu hồ ly mở hé cửa ra, ló đầu ra cẩn thận nhìn xung quanh như đang đi ăn trộm vậy, rồi mới quay đầu vào trong ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho bọn tôi: "An toàn rồi." "Làm gì mà lén la lén lút như điên trộm vậy?" Tên quỷ lùng nhìn thấy điều bộ đó của tiểu hồ ly liền bịt miệng cười. Tiểu hồ ly gãi đầu gãi tay bối rối nói: "Quen rồi, hồi trước đi ăn trộm gà trộm trứng nhà người ta toàn vậy á. An toàn, đi nhanh thôi." Tôi nhanh chóng theo chân tiểu hồ ly trở bước ra ngoài. Đêm đen yên tĩnh lạ thường, những mảng màu xanh lục cũng bay biến đi đâu mất hết. Lúc này tiểu hồ ly đang đi ngon trấn thì bỗng dưng khựng lại, khịch khịch mũi ra hiệu cẩn thận, rồi bảo với tôi: "Cậu chủ à, quanh đây có rất nhiều âm khí á." Tên quỷ lùng cũng níu lấy ống quần tôi, chỉ về phía những lùm cây mà lắp bắp: Cậu xem kìa, là ma đang đến đó." Tôi nhìn theo những hướng ngón tay về phía những mảng màu xanh lục như thứ chất độc axit đang chảy ri rỉ trên vòm cây tán lá, khiến cho cành lá cong trụ xuống, trông vô cùng đáng sợ và kỳ lạ. Tên quỷ lùng sợ hãi hối thúc: Nè, mau quay về đền thờ đi." Tôi nâng thanh kiếm đồng xu lên mà thủ thế: "Không được, nhiều yêu ma như thế này, không biết con nhỏ điên nó đang đâu rồi, chắc là cũng đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi tìm nó mới được." Tên quỷ lùng không dám chạy một mình, đành trung cầm cặp đứng nấp ngay phía sau lưng tôi, không dám ló ra. Tiểu hồ ly đã biến trở thành hình dạng yêu hồ, há miệng phun ra một tia lửa tím bay nhàn nhạt về phía đám yêu ma, reo lên: "Xem nè, xem lửa của tôi nè, nướng nè." Những tia lửa màu tím cứ thi nhau bay ra khỏi miệng tiểu yêu hồ, chạm vào những mảng màu xanh lục vỡ ra, kêu lóc bốc như bong bóng xà phòng. Nhưng mấy con ma vẫn không có phản ứng gì. Tiểu hồ ly liền sụ mặt xuống thất vọng, biến trở lại thành hình người, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn như sắp khóc: "Xin lỗi cậu chủ, tôi còn yếu quá, không giúp được cậu ơi." Bất thình lình, ba ngọn lửa màu xanh lục nổ tung ra, biến thành ba bóng người nằm bò trên đất, như ba con nhện đang xoắn lại với nhau, từ từ trườn về phía chúng tôi. "Cậu hổ à, mau đi thôi, tôi xin cậu đó." Tên quỷ lùng sợ hãi kéo giật tôi quay ngược trở lại đình thờ hồ tiên. Tôi gạt anh ta ra:
mà gắt lên. Nè, ông sợ thì cứ chạy vô đó tránh đi, để tôi thử kiếm xem như thế nào. Thấy ngăn tôi không được, tên quỷ lùng đành lủng tủng hai cái chân ngắn ngủn, sợ đến phát run, lê lết vào trong điện thờ hồ tiên, đứng nấp sau cánh cửa trông ra. Tiểu hồ ly cũng đành bó gối thở dài, ngồi xem tôi xử lý như thế nào với bọn yêu ma đông như quân nguyên trước mắt kìa. Ba cái bóng người xoắn xích như con nhện, bóng từ từ tách nhau ra mà đứng lên. Tướng đi ngã đổ chúi nhũi về phía trước, lừ khừ lật khật như xác sống. Tôi không trông rõ mặt bọn họ, chỉ thấy thân thể khô đét quặt bẹo biến dạng, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc âm khí, chốc chốc lại phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp vô cùng khủng khiếp. Tôi giống như lần trước, lấy máu của mình vuốt dọc thanh kiếm đồng xu, giữ chặt lấy chui kiếm chờ đợi. Con ma đang đi rề rề ở cuối bỗng dưng tăng tốc độ chóng mặt, lao nhanh về phía tôi. Hoảng hồn, tôi vung kiếm lên chém lia lịa. Thanh kiếm xẹt ngang qua, ánh lên tia sáng như ánh sao, chỉ kịp nghe thấy một tiếng thét thê lương. Cánh tay của bóng đen đã bị chặt đứt, rơi bịch xuống đất, lập tức biến trở lại thành ngọn lửa màu xanh lục chạy trốn đi. Hai bóng người kia cũng lao nhanh lại vây lấy tôi, mỗi người một bên. Tôi vung kiếm lên, cứ thế chống trả, phải một cái, trái một cái. Sau vài đường kiếm thì đầu của tên bên phải đã bị chặt đứt, rơi xuống đất lăn lông lóc. Tên này đầu đã bị chém rớt nên không thể biến thành ngọn lửa chạy trốn được nữa. Sau một tiếng tru lên đau đớn, xác đổ sụp xuống thành một đống tro bụi, cuối cùng biến thành một vũng nước đen đặc quánh như dầu nhớt. Con ma kia nhân cơ hội nhảy bổ vào bóp cổ tôi, đè xuống đất. Lúc này tôi mới nhìn rõ được là một con ma nữ, có khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc, đầu tóc bù xù rũ rượi, cổ họng phà ra hơi thở lạnh như băng. Da thịt trên mặt đã thối rữa, bong tróc đến mức khiến tôi vừa nhìn thấy đã buồn nôn, không chịu nổi. Ăn, ta muốn ăn. Còn chưa nói hết lời đã bị kiếm của tôi chọc thủng bụng. Con ma trú lên cười một tràng ghê rợn, phun ra xối xả thứ chất nhờn màu đen lên khắp mặt mũi tôi. Tôi rút thanh kiếm ra, con ma giật cục lên mấy cái. Muốn ăn no. Rồi cũng nổ tung ra, biến thành một vũng nước đen đặc hôi thối. Những con ma này tuy không mạnh nhưng đông, một mình tôi thực sự chém không xuể. Tên quỷ lùng và tiểu hồ ly lại không giúp được gì. Tệ nhất là ba con ma bị tôi chém chết, không khiến đám ma đầy rẫy ngoài kia sợ hãi hay nao núng. Những tiếng nổ lập bập, bùm bập bắt đầu vang lên ngày một nhiều, âm vọng thê lương kêu gào trát cả tai. Bọn chúng bám dính vào nhau như lũ nhện quái đản, bò bằng cẳng tay, cẳng chân, lũ lượt tiến tới bao quanh tôi. Chồm chởm những đầu người tròn lẳng, đen thui, thối rữa da thịt không trông rõ mặt mày, tựa như thứ tạo vật kỳ quái đáng sợ bò lên từ dưới địa ngục, không ngừng phát ra thứ âm thanh trầm thấp gọi bậy, gớm ghiếc không sao tả xiết. Tôi nhận ra có một cái đầu gắn trên ổ bụng bị xé rách tan quát, ruột gan sổ ra lòng thòng. Chính là người đàn ông trung niên khi nãy đã đến xin tôi kim chỉ. Ông ta là người lao lên đầu tiên. Tôi vung kiếm chém, con ma đối dữ tợn liền lách người lảng tránh được, tốc độ nhanh như gió, khác hẳn những con chậm chạp ban nãy. Đỏ cả mắt thèm thuồng nhìn tôi, như thể đã đói mấy ngàn năm. Con ma đối né được nhát chém của tôi với tốc độ cực nhanh, lập tức trở hướng vòng ngược ra sau lưng. Tôi muốn xoay kiếm chém nó, nhưng cùng lúc vài con nữa cũng đồng loạt lao lên, phải luân phiên tay kiếm chém, thật sự không chém xuể. Kỹ năng dùng kiếm của tôi vẫn còn kém, đứng trước quá nhiều mục tiêu cùng lúc không tránh khỏi phân tâm. Của ta, của ta, miếng thịt đầu tiên phải của ta. Lũ ma đối gầm gừ nhào tới tranh giành, chẳng mấy chốc đã vây kín lấy tôi như bầy đĩa hút máu. Con ma đối vòng ra sau lưng kia nãy
còn chưa chém chết thì bỗng từ đâu phóng tới. Tôi nghe đau thấu hai bên hông, móng vuốt sắc như dao của nó thọc sâu vào hai bên bè sườn, đau tới tối tăm mặt mũi. Ngủ lừa sát quỷ diệt thanh trà, tôi mừng rỡ kêu lên. Con nhỏ ở đâu thình lình xuất hiện sau lưng tôi. Chỉ nghe tiếng sét giáng xuống bùm một tiếng lớn, chưa tới đạo thiên lôi thứ năm thì con ma đối đã nổ bụp ra, văng tung tóe ướt đẫm lưng của tôi rồi. Thanh trà, đi đâu? Sao? Yên đi, đang đau cố nói làm gì. Tôi mơ hồ nhìn thấy năm ngón tay con nhỏ kẹp toàn là phù chú, dõng dạc hô to. Ta, thiên sư tam kỳ, phù chú trong tay hiệu triệu chư thần, mượn hỏa diệt ma, mượn lôi giáng quỷ, hiệu triệu ngũ lôi thần lai tóc trắng, hỏa hỏa chân nhân, cấp kỳ y lực lệnh. Bên tai tôi lập tức vang dội tiếng sấm rền, trước mắt chớp giật sáng loạn, phù chú cháy rụi biến thành những quả cầu lửa bay về phía lũ ma đói. Bàn tay thanh trà vẽ ấn phù sáng rực lên những ký hiệu màu vàng như rồng bay phượng múa, chạm vào đầu mấy con ma đối đang bám lấy tôi. Đầu con nào con nấy lập tức nổ tung ra như bong bóng nước. Trăm ma trung sợ, co cụm lại biến thành ngọn lửa màu xanh lục, lũ lượt chạy trốn đi. Con nào xui xẻo không kịp thoát thân đều bị thiêu rụi thành tro, kêu gào trên xiết, bùng vẫy trong hỏa diễm sáng trực cả một cốc trời. Đi. Thanh trà nắm lấy cánh tay tôi kéo lên, tiện thể đá vào mông tiểu hồ ly một cái. Trong khi con này nãy giờ vẫn đang tròn mắt nhìn đám ma đối dậy chết trong ngọn lửa của hỏa chân nhân, ngưỡng mộ thiên sư cô của nó, thì tôi đau muốn chết đi sống lại, không biết ai mới là chủ của nó nữa. Bị thanh trà đá vào mông, chẳng những không càm ràm, còn ngoan ngoãn đứng lên ngay, lon ton theo sát bên chân. Thật hết nói nổi mà. Vào tới trong sân, thanh trà gọi lớn: "Ông Lùng, mau đóng cửa." Hai cánh cửa lập tức khép lại. Tên quỷ lùng lo lắng hỏi: "Cậu Hổ à, cậu có sao không? Còn cái cô này nữa, đang đêm hôm tự nhiên bỏ đi đâu vậy? Tại ra ngoài tìm cô mới suýt bị lũ ma đối ăn thịt đó." "Vết thương này có chút thôi mà, không chết đâu mà sợ." "Đúng là đồ độc ác mà, tại ai mà tôi đang nông nổi này chứ." "Dưới ngôi đền này có một căn hầm bí mật, tôi vô tình phát hiện được nên xuống dưới xem qua một chút." "Phòng nào? Ở đâu? Rồi có phát hiện ra được gì không?" Thanh trà đưa mắt nhìn về phía bức tượng hồ tiên cô rồi nói: "Có cơ quan đằng sau bức tượng, tôi tựa vào nằm nghỉ lưng đến tối thì vô tình ấn trúng cơ quan, xích chút nữa trượt xuống hầm. Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì ngôi đền thờ hồ tiên này được xây lên thực chất không phải để trấn áp ma quỷ gì địa đạo, mà ngược lại là những oán hồn ngoài kia đang ngày đêm bảo vệ ngôi đền này. Chúng lũ lượt tấn công cũng là vì chúng ta đã xâm phạm vào địa phận của ngôi đền." Tên quỷ lùng thắc mắc: "Sao cậu biết được mấy chuyện này?" "Mọi thứ về đền thờ hồ tiên này đều được ghi chép lại trong quyển sổ khắc chú, không phải ai cũng đọc được. Đúng như những lời đồn đoán, ngôi đền được người dân xây dựng lên, tượng hồ tiên cô cũng là người dân đẽo khắc, nhưng mà hình mẫu là do một âm dương sư tên gọi là An Bội Tình Minh chỉ dẫn. Anh ta là người khai quang và ban phước cho tượng. Căn hầm cũng là do anh ta bí mật xây dựng. Hồ tiên cô thực chất là không phải ở đây, mà ở dưới này là một bạch hồ tên gọi là Cát Diệp. Phần hồn đã không còn, chỉ còn một thân thể hồ ly không nguyên vẹn. Để giữ cho bạch hồ ở dưới mật thất được nguyên vẹn xác thân, chờ ngày tìm được bạch hồn ngàn năm về nhập xác, thì âm dương sư Tình Minh đã dặn dò người dân không được đến gần ngôi đền, càng không được dân hương lễ bái khẩn cầu. Nhưng anh ta vẫn thấy không an tâm. Sau khi tiêu diệt gần hết những oán hồn vẫn uất mắc kẹt lại trong địa đạo tử thần, anh ta đã thuần hóa một số ít oan hồn trở thành vệ thần, ngày đêm canh giữ bảo hộ cho ngôi đền. Khi có bất kỳ ai xâm phạm, vệ thần sẽ tập hợp lại tổng tấn công. Đó là lý do mà bọn vệ thần ngày thường chỉ trôi nổi quanh những cái hố địa đạo, đêm nay lại tụ hết vào một chỗ vây lấy mấy người mà cắn xé đó." Tôi nghe vậy liền bảo thanh trà: "Vậy xuống mật thất đi, nhìn thử xem bạch hồ ngàn năm trông như thế nào." Con nhỏ nhảy lên bệ thờ,
vươn tay ra chạm vào mặt sau bức tượng. Không đầy một giây sau, bức tượng đã sàn sạt di chuyển để lộ ra khe hở chỉ vừa đủ cho một người bước vào. Chúng tôi phải từ từ từng người một nối đuôi nhau mà bước xuống. Mật đạo bên dưới tối như hũ nút, phải bật đèn pin điện thoại lên rồi xuống dưới chân mới thấy được đường đi. Từng bậc thang một hiện ra cũ kỹ ọp ẹp. Gỗ xưa dẫm dưới đế dày tạo ra những tiếng lích chích, nghe như tiếng cười của mấy bà già vọng lên từ dưới âm ti, thực sự rất đáng sợ. Không biết cầu thang gỗ này được xây dựng từ lúc nào, một số chỗ đã mục nát, có cảm tưởng như có thể sập xuống bất cứ lúc nào vậy. Xuống tới bậc thang cuối cùng, trước mắt hiện ra một căn phòng khá lớn. Điều làm tôi kinh ngạc là trong căn phòng đó quả thật có một con bạch hồ to quá cỡ, phải nói là khổng lồ, trước nay chưa từng thấy. Phía sau vươn cao chín cái đuôi và bộ lông mềm mịn tuyệt mỹ một màu, trắng tựa như tuyết. Tôi nhìn bạch hồ khép mở mắt như đang trong giấc ngủ yên bình. Nhưng thanh trà nói do bạch hồ ngàn năm đã không còn nữa, bạch hồ bây giờ chỉ duy trì phần xác trống không. Khi tôi lại gần, ước tính chiều cao trên 1m8 của tôi đứng mới tới được tầm phân nửa cái chân của bạch hồ thôi. Đây là hộ tiên cô thật sao? Tên quỷ lùng nhìn thấy vẻ yêu diễm của cụ vĩ hồ liền trụng rời tay chân. So với tiểu hồ ly bái lại bức tượng hồ tiên cô còn hăng hái hơn, dập đầu van vái cầu xin lia lịa. Ngược lại, tiểu yêu hồ từ nãy tới giờ có chút gì đó kỳ quái thì vậy. Vừa rồi ở trên kia, nó vừa nhìn thấy tượng đã bái lại như thế sao rồi. Bây giờ trước mặt là cửu vĩ hồ bằng xương bằng thịt, sao trên mặt lại không có chút biểu cảm gì như thế kia. Tôi vừa định trêu nó một câu thì bỗng nhiên thấy nó quỳ mọp xuống, ôm chặt lấy đầu, không dám nhìn thẳng vào cửu vĩ hồ nữa, dáng vẻ rất đau lòng. Cảm giác có gì đó không ổn, tôi mới khều vai nó hỏi. Này nhóc à, làm sao vậy? Đầu tôi đau quá, có hình ảnh gì đó xẹt ngang qua trong đầu tôi, nhưng tôi không thấy rõ. Đau đầu quá. Tiểu hồ ly cứ ôm đầu lẩm bẩm kêu đau, khuôn mặt nhăn nhó nhúm gió hết cả lại. Cơn đau đầu ngày một đau đớn hơn. Tôi ôm lấy nó lo lắng hỏi. Nè, hình ảnh gì? Tiểu hồ ly lắc đầu khó nhọc nói. Không biết, vừa nhìn thấy hồ tiên cô thì đầu liền đau rồi. Cứ thấy hình ảnh gì đó chơi giống như một người đàn ông, nhưng không nhìn rõ là ai. Vậy thì đừng nhìn nữa, ở đây thấy không ổn thì trở lên trước đi. Nói rồi tôi quay sang nói với Thanh Trà và tên Quỷ Lùng. Không khí dưới này không được tốt, không nên ở lâu đâu. Xem xong rồi thì cũng mau trở lên thôi. Nhưng tiểu hồ ly cứ hết quỳ rồi lại ngồi chồm hổm trên đất, ôm chặt lấy đầu, không đi cũng không nói lời nào nữa. Là một tiểu hồ ly, cứ tưởng nó sẽ vui lắm khi được tận mắt thấy một cổ vĩ thiên hồ cao quý ngàn năm khó gặp. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Không biết nó có trúng phải tà thuật gì hay không, sao mấy người chúng tôi không ai bị gì cả, chỉ có nó bỗng dưng lại đau đầu dữ dội thôi. Cậu bảo à, cậu lại xem cái này nè, có chữ dưới cơ đây. Tên quỷ lùng vẫy tay gọi tôi tới xem mấy cái mặt vách bao quanh mật thất đều có chữ viết. Thanh Trà giải thích, đó là khắc chú mà âm dương sư Tịnh Minh để lại đó, chú thuật của âm dương sư không phải ai cũng có thể đọc ra được. Nè cậu xem nè. Tên quỷ lùng nhảy lôi nhôi, khua tay múa chân trước mũi bạch hồ một hồi nhưng không thấy phản ứng gì, chứng tỏ cửu vĩ thiên hồ kia quả thật đã mất đi bạch hồn, bây giờ chỉ còn lại cái xác trải qua năm tháng không một rửa. Tôi thắc mắc hỏi Thanh Trà. Nhỡ đâu con hồ ly ba đu đó mà nuốt được cái xác của bạch hồ thì sao? Ăn được bạch hồ tuy không thể bất tử, nhưng chắc chắn sẽ tăng thêm vài trăm năm tu luyện, mọc ra thêm vài cái đuôi. Nếu ngon lành như vậy thì vô lý quá. Xác bạch hồ ở ngay dưới này, không lý nào mà con hồ ly ba đu xảo quyệt đó đã nhiều lần tới đây tu luyện lại không ngửi ra được.
Tên quỷ lùng ý kiến. Tôi gãi đầu đồng tình. Nó cũng đúng. Con hồ ly ba đuôi đó chắc đã nghe phong phanh chuyện âm dương sư giấu xác bạch hổ ở đây. Đến đây mục đích là để tìm cửu vị thiên hồn, chứ chẳng phải tu luyện gì. Nhưng mà đến bây giờ vẫn không tìm được. Còn thanh trà thì may mắn hơn chăng? Vậy cũng không phải. Giấu xác bạch hổ với một mật thất lộng lẽo như thế này, lại chỉ có mấy con ma canh giữ. Mấy người nói xem, có phải âm dương sư gì đó quá cẩu thả rồi không? Nói đâu xa, giả như bây giờ nè, mình mang cái xác đi mất thì sao? Thanh trà chẳng nói chẳng rằng, lấy một con dao đâm thẳng vào bụng bạch hổ. Tôi giật mình nghe mấy tiếng dao đanh gọn kêu vang lên như đâm phải cục đá tảng. Mũi dao bị uốn cong gãy làm đôi, nhưng thịt da của bạch hổ vẫn vẹn nguyên, không chút xây xác. Nhìn đi, một con hồ ly chín đuôi á, đâu có dễ nuốt trôi đến vậy. Mang được nó đến đây cũng chẳng có được mấy người, thì làm gì phải sợ ai bế đi mất. Nếu vẫn còn nguyên bạch hồn á, thì ước chừng ngay cả thiên chủ á, cũng không đấu nổi đâu. Người có thể đấu với cổ vị thiên hồ ở khu cảng gió này hiện tại không quá 5 người. Tôi nghe vậy thì không khỏi thắc mắc. Như cô nói á, thì liệu có chuyện gì xảy ra với bạch hồn được? Bạch hồn nó biến đi đâu mất rồi? Liệu có còn quay trở về xác được nữa hay không? Lúc này tiểu hồ ly đột nhiên đứng bật dậy, lắp bắp nói: Tới rồi, hồ tiên cô. À không, là hồ ly ba đuôi tới rồi. Thanh trà kịch kịch mũi, mừng rỡ kêu lên: Đúng rồi, là mùi hồ yêu. Mà không chỉ có một con. Hay lắm, đợi xem bờ bạc lông chúng mày lên. Mau lên, chần chờ gì nữa. Từ từ đó, chạy đâu được mà dội. Tôi ngoảnh lại, vốn định nhìn cổ vĩ thiên hồ một lần nữa trước khi rời đi. Nào ngờ một luồng sáng trắng cực mạnh đột nhiên lóe lên. Trong chớp mắt, thân ảnh của bạch hồ đã hoàn toàn biến mất. Một con bạch hồ to lớn như vậy bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi, khiến cho mấy người bọn tôi ai cũng nhìn nhau há hốc kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Bạch hồ đâu rồi? Tên quỷ lùng mặt mũi biến sắc, sờ soạng trong khoảng không mới vừa rồi vẫn còn lấp đầy bởi thể xác chín đuôi của thiên hồ, như không thể tin nổi vào mắt mình. Ngay cả thanh trà cũng không biết là chuyện gì. Tiểu hồ ly hết đau đầu, bây giờ lại kêu: Sao ngứa cái đuôi quá, ngứa quá. Thấy nó lăn lộn ra đất gãi không ngừng, tên quỷ lùng mới trướng người túm lấy cái đuôi rồi bảo: Nè, yên nào. Không được nắm đuôi. Không được cái gì? Nhìn đây nè, sao tự dưng cáo vàng lại mọc ra một cái sợi lông trắng ở dưới chóp đuôi vậy? Có phải là sợi lông mới mọc này mà ngứa ngáy hay không? Thanh trà vạch đuôi tiểu hồ ly ra xem, rồi cũng thốt lên: Không thể nào, rõ ràng là một con hoàng bị, sao lại như thế được? Tôi thắc mắc ngay. Trùng hợp thể xác của bạch hồ cũng vừa biến mất, liệu sợi lông trắng này có liên quan gì hay không? Lúc này là lúc nào rồi? Hồng Ngọc đang thối rửa sắp chết ở nhà kia. Con hồ ly chính đuôi có biến mất á thì thay kệ nữa chứ. Mau lên trên lột da con hồ ly ba đuôi, phá bỏ vô ớt đi. Nói rồi thanh trà bước nhanh lên mấy bậc cầu thang ộp ẹp trở lên trên. Tôi đẩy tiểu hồ ly lên theo, sát ngay phía sau thanh trà để dễ bề trông chừng nó. Tên quỷ lùng lẻo đẻo theo sau sợ bị bỏ lại, hai cái chân ngắn củn cứ lạch bà lạch bạch như vịt đẻ vậy. Đợi tôi chứ. Khi vừa lên tới lưng chừng cầu thang, đã nghe vọng lanh lảnh tiếng nói nhại giọng như người của mấy con hồ yêu. Hồ tiên cô, tôi không bắt được người nào hết. Người trong thôn buổi tối không có ai dám ra ngoài, trong nhà lại có chó. Hồ tiên cô à, xin bớt giận. Ngày mai bọn tôi lại đi rình, thế nào cũng được vài miếng thịt mà. Cút đi, đồ vô dụng chúng mày. Đến trộm gà bắt chó cũng không làm xong, thì nói gì đến bắt người. Trong đợi vào lũ chúng bay đó, thì biết đến khi nào hồ tiên cô ta đây mới mọc ra được cái đuôi thứ tư hả? Cút ngay cho ta. Lúc này tôi nghe bóp, rồi lại ầm một tiếng. Hình như có tên nào ngoài đó vừa bị con hồ ly ba đuôi tát văng ra đất. Mấy cái đứa ăn hại này, cô không mau cút đi.
Tiên cô à, tôi định nghe được tối mai người lớn sẽ ra ngoài, chỉ còn lại một con nít ở nhà thôi. Tối mai tôi sẽ bắt đem về cho tiên cô hai đứa nhỏ thật mập mạp. Con hồ ly ba đuôi lập tức đổi giọng vui mừng. Giỏi, giỏi lắm. Tối mai mang tới cho ta hai đứa trẻ non mềm, ta sẽ thưởng cho. Cảm ơn hồ tiên cô. À mà hồ tiên cô à, tiểu hồ ly kia lột cho tay bọn người đó rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi đó. Một tên ngập ngừng hỏi. Con hồ ly ba đuôi liền gạt phắt đi. Thứ vô dụng như con tiểu yêu đó thì nhắc làm cái gì. Thường ngày đánh con gà còn chưa trộm được, nuôi chết cơm, ăn hại mà, chết thì cũng không tiếc. Tiên cô nói phải lắm, phải lắm ạ. Đúng là tiểu hồ ly á, ham ăn ham ngủ, không có được tích sự gì cả. À, chết đi càng tốt, không phải yêu hồ như chúng ta thì ngay từ đầu đã nuốt nó vào trong bụng rồi. Tôi nhìn tiểu hồ ly lúc này đã tức tới mặt mũi xanh mét, vốn định cản nó lại, nhưng nào ngờ nó xông ra nhanh quá, phòng má phun phì phì lửa hồ ly. Đốt chết ngươi, ta đốt chết ngươi. Bên ngoài năm con hồ yêu tất thảy, một con có ba đuôi, một con hai đuôi, và ba con còn lại chỉ có một đuôi, giống như tiểu hồ ly. Ngoại trừ tam vị yêu hồ thì bốn con còn lại chính là bốn con yêu hồ trước đó từng khiên kiệu đưa con hồ ly ba đuôi tới trước tiệm tôi đòi người. Khi đó tiểu hồ ly giữ nhiệm vụ đi trước cầm đèn, cuối cùng bị lừa bỏ lại. Mấy người bọn tôi cùng lúc nhảy ra phía sau bức tượng hồ tiên cô, khiến cho mấy con hồ ly đều giật mình nhảy lùi về phía sau. Tiểu hồ ly vẫn phun phốc phốc những cái tia lửa màu tím về phía đám yêu hồ, nhưng yêu lực của nó còn kém xa con hồ ly ba đuôi, nên vừa bị con hồ ly ấy quất đuôi một cái, tia lửa đã tắt ngấm đi. Con hồ ly hai đuôi sấn tới mà mắng. Nè, con tiểu yêu vô lễ kia, dám đánh lén hồ tiên cô, muốn chết hả? Không ngờ tiểu hồ ly chẳng những không sợ, còn cong đuôi đáp trả. Hồ tiên cô cái cốc cô á, vừa rồi tôi trông thấy hồ tiên cô trắng như tuyết, có tới 9 cái đuôi, to như vậy nè, đâu có giống như con hồ ly ba đuôi xấu xí kia, đúng là lừa gạt mà. Nói xong mấy lời hùng hồn này, con tiểu yêu nhanh như chớp chạy tới nắp sau lưng thanh trà, ló đầu ra nhìn xem phản ứng của đám yêu hồ như thế nào. Con hồ yêu khốn kiếp, hôm nay nhất định phải ăn thịt mày. Con hồ ly hai đuôi vừa phóng tới thì bị con ba đuôi ngăn lại. Chờ đã, không thấy bên cạnh nó còn có thiên sư tam kỳ hay sao? Theo được tới tận đây cũng gọi là có năng lực đó. Thanh trà rút thanh kiếm gỗ đào ra, mặt đối mặt với hồ ly ba đuôi, rồi lớn tiếng. Ngoan ngoãn chịu chết đi, bà đây còn nhẹ tay, để hồ tiên cô được chết toàn thây đó. Con hồ ly ba đuôi cười ré lên. Chẳng qua chỉ là một thiên sư tam kỳ, khẩu khí cũng lớn lắm. Ta ở đây còn có bốn hồ yêu hỗ trợ, đánh nhau cũng chỉ tổ sức đầu mẹ trắng. Hay là nước sông không phạm nước giếng, bỏ đi được không? Bỏ đi sao? Chưa nói tới Hồng Ngọc đang thối rữa chờ chết ở nhà, nghe thấy cái lũ hồ yêu chúng bay á bàn bạc quỷ kế hại người, đã đủ đi lột da phanh thay chúng bay ra rồi. Dứt lời, thanh trà liền vung kiếm lên chém về phía con hồ ly ba đuôi. Tôi không khỏi lo lắng hỏi bần quơ. Ông Lùng à, ông nói xem, tam kỳ đánh nhau với tam vĩ thì ai thua ai thắng? Trong con người ẩn chứa linh hồn của vạn vật, vậy nên một khi tu luyện so với các loài vật vẫn có phần nhỉnh hơn. Ngay cả khi ở cùng một cấp độ thì con người vẫn vượt trội hơn đó. Tôi muốn phụ thanh trà một tay, nhưng tên quỷ lùng cản lại, nói không nên làm con nhỏ phân tâm, cứ từ từ xem sao đã. Xem kiếm pháp của thanh trà thật là mở mang tầm mắt, thảo nào lần trước khi ở chỗ Phụng Tiên lại cản không cho tôi mua thanh kiếm gỗ đào. Cơ bản là kỹ năng không có thì không thể phát huy được khí lực trạm yêu chém ma. Nhìn kiếm trong tay con nhỏ vung lên, đường kiếm uyển chuyển mà dứt khoát, chém vung vút những đường bán nguyệt sượt ngang tay, rồi lại ngang bụng con yêu hồ. Một mình một kiếm can đảm chọi tới năm con
mà không hề sợ hãi. Tay phải vung kiếm chém tới, tay trái kẹp phù chú linh hoạt tấn công. Chẳng mấy chốc đã nhanh mắt nhìn ra sơ hở, nhanh tay đập một lá bùa vàng lên ngực một con hồ yêu. Con này lập tức phun ra máu đen, co giật một hồi, trở về nguyên hình là một con cáo vàng. Tuy đã giết được một con, nhưng con này chỉ là tiểu hồ ly một đuôi yếu nhất, cũng giống như tiểu yêu hồ nhà này, căn bản không có sức chiến đấu. Hồ tiên cô à, phải làm sao đây? Thiên sư này thật là độc ác quá, giết chết tiểu hồ ly của chúng ta rồi. Hai con hồ ly một đuôi run rẩy muốn rút lui, vì có ở lại trước sau gì cũng trở thành bia đỡ đạn cho con hồ ly ba đuôi kia. Lên đi, sợ cái gì, bắt sống nó cho ta. Con hồ ly ba đuôi đá hai con tiểu yêu về phía thanh trà. Cả hai loạn choạng tiến tới, không còn cách nào khác, đành phải cắn răng phình to hai má lên, phun ra những ngọn lửa hồ ly màu xanh nhạt. Lửa vừa lạ lạ bay tới như quả bóng, đã bị thanh trà ngay lập tức chém đứt ngang. Con hồ ly hai đuôi bỗng từ đâu lén lút vọng ra sau lưng, dương móng vuốt sắc nhọn như dao lên, cười hắc hắc, cào tới tấp vào lưng thanh trà, vung vút những tia sáng lạnh lẽo trong không khí. Không đầy một giây, trước khi những vết cứa sắc bén chạm trúng lưng con nhỏ, tôi đã vung thanh kiếm đồng xu lên, chém không do dự. Một vệt máu dài bắn ra tung tóe, nhát chém gần như cứ đứt đôi con hồ ly hai đuôi. Nó kêu rú lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu, nằm giãy giụa trên đất. Tưởng đâu đã xong, nào ngờ nó phồng má lên nghe phốc một tiếng lớn, phun ra một ngọn lửa khổng lồ đỏ trực như máu, lớn tới nỗi có thể bao trùm, nuốt chửng cả một người trưởng thành, lập tức biến người đó thành tro trong tích tắc. Con yêu hồ khoái trá cười hắc hắc lên. Đừng quên hỏa hồ ly ta có tới hai cái đuôi. Hỏa diệm hồ ly đỏ trực phun ra từ con hồ ly hai đuôi, chặn đứng đường tiến tới của tôi, phóng nhanh về phía thanh trà, chỉ có thể đối diện chống đỡ mà không thể tránh né. Phật pháp vô biên, trí quang vô hạn, nhất vạn như lai, vạn diệt. Thanh trà niệm chú, cắn đầu ngón tay lấy máu, vẽ lên một chữ vạn nằm gọn trong lòng bàn tay. Vạn diệt phát ra hào quang kỳ ảo, bàn tay tựa như Phật thủ Như Lai đẩy bật hỏa diệm khổng lồ đang trợ tới, rồi ngược trở lại. Không không, đừng mà, không. Con hồ ly hai đuôi sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng trước đó đã bị nhát chém của tôi chém gần như tách ra làm hai nữa. Cho nên lúc này đây, ngay khi hỏa diễm quay ngược trở lại, một ly con hồ yêu cũng không thể nhấc mình lên được. Phút chốc đã bị ngọn lửa hồ ly của chính mình nuốt chửng trong hoảng loạn. Chỉ vài giây sau khi lửa đỏ phủ chụp lên, đã ngửi thấy mùi thịt da cháy khét lẹt. Con hồ ly hai đuôi bị thiêu cho trùi sạch lông lá, biến trở về nguyên hình là một con cáo thông thường. Thanh trà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã không thấy hồ ly ba đuôi đâu. Quên mất con hồ ly xảo quyệt này giỏi nhất là bán đứng đồng bọn, để nhân cơ hội tìm đường tháo chạy. Hai con hồ ly còn lại trong chớp mắt cũng bị thiêu rụi bởi hai lá hỏa phù dán ở trước ngực. Thanh trà xử lý xong, liền tức tốc đuổi theo bóng dáng ba cái đuôi xòe rộng ở phía trước. Tôi nói với theo: "Nè, cẩn thận lũ ma đấu đó." Lúc này trời vẫn còn tối, những hồn ma được thuần hóa trở thành thần bảo hộ ngôi đền vẫn chưa tản ra. Con hồ ly ba đuôi là yêu quái, sẽ có cách lẩn tránh, cũng không nằm trong tầm ngắm của bọn vệ thần. Nhưng thanh trà thì khác, tiên sư cũng là con người, con nhỏ đó có thể bị hồng ngọc mạo hiểm tính mạng, nên giờ phút này tôi có nói cái gì thì nó cũng nhất quyết đuổi theo, giết cho bằng được con hồ ly ba đuôi. Không được, tôi phải theo giúp con nhỏ điên nó một tay. Ông với tiểu hồ ly cứ lại đây đi. Tôi dặn dò rồi mau chóng chạy đuổi theo ba cái đuôi đã gần khuất bóng ở phía đằng xa. Nếu để mất dấu lần này, tam vị yêu hồ mà về được ổ thì sẽ rất khó tìm ra được tung tích. Thanh trà băng xuyên qua cánh rừng, cuối cùng cũng chặn đầu được tam vĩ
Con yêu hồ bật ra 10 đầu móng vuốt sắc nhọn, dài mỏng tựa như thanh kiếm bén ngót, vùng vuốt lao tới. Thập yêu trảo! Tam vị yêu hồ hét lớn, vùng móng vuốt lên. Lập tức 10 luồng khí sắc bén lao ra vuốt tới. Tránh ra mau! Nghe tiếng thanh trà cảnh báo, tôi lập tức nhảy sang một bên tránh né. Bên tai nghe ầm một tiếng nổ lớn, vang dội cả cánh rừng. Trên mặt đất hằn lên 10 rãnh nông, cây cối gãy đổ tan tác, chim muông bay lên tán loạn. Nếu một trong hai đứa tôi trúng phải đòn thập yêu trảo vừa rồi, chắc hẳn là bị xẻ ra làm hai rồi. Tam vị yêu hồ chẳng qua ngại va chạm, không muốn hao tổn yêu lực cho nên mới bỏ chạy. Tình thật không thể thấy nó đụng chuyện bỏ chạy, liền coi thường yêu pháp của nó. Đòn thập yêu trảo có sức sát thương cực lớn, phạm vi công quá rộng, lại tấn công tạm xa. Con hồ ly ba đuôi gầm ghè, chưa chết sao? Mạng cũng lớn lắm. Thiên sư ta mà chết thì hồ tiên cô đây còn sống được sao? Dứt lời, thanh trà lao tới, trong chớp mắt đã giáng ba đạo bùa lên giữa ngực, giữa trán và giữa đuôi của tam vị yêu hồ. Hắc hỏa! Con hồ ly ba đuôi phồng má phun ra một ngọn lửa cuồng nộ màu đen. Loại hắc hỏa này lần đầu tiên mới thấy, không cháy phừng phừng mà sức nóng phát ra kinh người, phốc phốc bắn ra đen đặc, trôi nổi giữa nền trời đêm, trông vô cùng quỷ dị. Thiêu trụi ba đạo bùa cháy thành than, rơi xuống lạ tả, chạm lên lá cỏ lá hoa liền héo rũ úa tàn đi. Đoạn phóng tới truy đuổi mục tiêu là tôi và thanh trà, trước mắt cũng chỉ có thể tránh né, kéo dài thời gian. Không ngờ hắc hỏa của con hồ ly ba đuôi này lại ghê gớm tới như vậy. Đâu chỉ có lá hoa mà ngay cả đá bị chạm vào cũng cháy đen nứt vỡ. Chạm vào người thì đến khúc xương cũng không còn. Hắc hỏa trôi đến đâu, tôi và thanh trà lập tức tránh né. Nhưng từ đâu phốc phốc trôi ra khỏi miệng con yêu hồ ngày một nhiều, tụ lại thành đám lớn, trông như mây giông đen kịch. Khắp khoảng rừng quanh đây đều đã bị hắc hỏa thiêu rụi thành tro. Vẫn chưa dừng lại ở đó, lúc này đây, khi thanh trà vừa tránh được ngọn hắc hỏa khổng lồ, thì thình lình một luồng khí lạnh từ đâu trợ tới lơ lửng, áp sát trên đỉnh đầu. Tam vị yêu hồ nở nụ cười ủ rũ, giơ thập yêu trảo lên giáng xuống, muốn xé toạc thanh trà ra như chẻ tre. Thanh trà phản ứng cũng rất nhanh lẹ, đưa thanh kiếm gỗ đào lên chống đỡ. Kiếm chạm trúng yêu trảo, tóe lửa ra, kêu lên len keng. Tam kỵ và tam vĩ bất phân thắng bại. Hồ ly ba đuôi tuy sát thương rất cao, nhưng trường kiếm gỗ đào của thanh trà chống đỡ cũng rất tài tình, mọi công kích đều không thể công phá thế trận. Hồ ly ba đuôi cười nhạt, phàm nhân hôi hám cũng có chút khả năng đó. Cần con hồ ly thúi mi á khen ta chắc. Thanh trà đột nhiên thu kiếm lại, không chống đỡ nữa. Tam vị yêu hồ sơ hở mất đà rơi xuống, lòng bàn tay đã thủ sẵn, lập tức đánh ra ngũ bộ chú. Một tiếng sấm vang trền đánh bật con hồ ly ba đuôi văng ra xa. Phật pháp vô biên, giải thoát vô thượng. Trường kiếm gỗ đào vung lên chém xuống, tam vị yêu hồ đau đớn dương nanh múa vuốt, ba chiếc đuôi quật điên cuồng, khói bụi bay lên mù mịt. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngũ bộ chú sáng rực lên, bắn ra vô số tia lửa, đốt ba chiếc đuôi yêu hồ cháy xém lên. Thanh trà cắn ngón tay lấy máu, vuốt dọc thanh kiếm, liền phát ra kim quang. Đường kiếm khí chém xuống, ba chiếc đuôi quật mạnh tới. Cả thanh trà và tam vĩ yêu hồ đều bị đánh bật ra xa. Hồ ly ba đuôi vừa tiếp đất, liền phun ra máu tươi. Ba chiếc đuôi bị chém gần như đứt lìa, cũng đang ròng ròng chảy máu. Wow, mai nhờ chiêu này học lén được của anh Sâm, đúng là thiên sư lục kỳ. Mấy chiêu Phật pháp chiêu biên này xài được quá chứ. Thanh trà phấn khích nói, con nhỏ này dạo gần đây quả thật rất tiến bộ. Không chỉ mấy chiêu học lỡm được, những kỹ năng phù chú đã dùng trước đây cũng ngày càng thành thạo. Đúng như thiên chủ đã nói, thanh trà tuy lười biếng luyện tập, nhưng so với bạch trà vẫn có phần thiên phú hơn. Phạm nhân hôi hám, trà tài thật ác độc đó. Tam vị yêu hồ lau vết máu chảy tràn ra khóe miệng, mắng thanh trà ác độc xong, liền hóa hình trở lại thành một con hồ ly ba đuôi, to cỡ con hổ. So với cửu vĩ hồ thì chỉ là con muỗi so với con voi.
nhưng sức chạy thì nhanh hơn trước gấp mấy lần. Nhưng tôi biết thể nào con yêu hồ cũng tẩu thoát bằng đường này, nên đã đón đầu trước. Khi nó vừa phóng lên cao, tôi bất ngờ nhảy bổ ra, vung thanh kiếm đồng xu lên, bổ vào đầu nó một phát chí tử. Tôi hét lên: "Muốn chạy hả? Đâu có dễ vậy, chịu chết đi!" Không ngờ thân hình tuy to như con mãnh hổ, nhưng phản ứng của con yêu hồ vẫn vô cùng tinh nhạy và linh hoạt, tránh né được đường kiếm của tôi một cách dễ dàng. Hoặc cũng có thể là do tay kiếm của tôi quá chậm chạp. Khốn kiếp, dám cản đường ta! Hồ ly ba đuôi gầm lên, phồng to má phun ra một luồng hắc hỏa kinh người. Tôi ngay lập tức nhảy sang một bên tránh né. Hắc hỏa có thể đốt cháy cả một tảng đá núi, chỉ cần chạm phải một chút thôi liền cháy ra thành tro bụi. Trong lúc con hồ ly ba đuôi đang mãi chăm chú vào tôi, thanh trà vòng ra sau đuôi, dán lá bùa trấn yêu lên trường kiếm gỗ đạo, niệm chú nhắm thẳng lưng con hồ yêu mà cắm xuống. Tam vĩ yêu hồ lo được đầu chẳng lo được đuôi, trước mặt là thanh kiếm đồng xu của tôi, sau lưng là kiếm gỗ đào và phù chú của thanh trà, trước sau kết hợp khiến cho nó phân tâm. Con yêu hồ này thực sự rất mạnh, thanh trà phải tung ra không biết bao nhiêu bùa chú mãi mới ghim được một cái đuôi của nó xuống đất. Hồ ly ba đuôi kêu thét lên, nhảy loạn khắp nơi, nhưng không thể thoát khỏi mũi kiếm. Máu từ chiếc đuôi bắn ra xối xả. Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, bổ lưỡi kiếm từ trên cao giáng xuống đầu nó. Con yêu hồ say máu, bị chọc cho điên tiết đến nỗi lông lá toàn thân dựng đứng hết cả lên, quanh thân mình cuộn xoáy như cơn lốc mà kêu rú lên: "Mày tưởng mày cũng là thiên sư sao? Loại phạm nhân ngông cuồng, tới đây, lôi yêu trảo!" Mười đầu móng vuốt sắc bén giáng xuống, loẹt xoẹt tia lửa điện như mười đạo thiên lôi phủ chụp xuống đầu. Tôi đưa thanh kiếm đồng xu lên đỡ, kiếm chạm phải lôi yêu trảo, nghe dậy một tiếng nổ vang trời. Dòng điện lan ra chạy dọc thân kiếm, bắn ra thành vô số tia lửa, khiến cho hai cánh tay tôi tê dại đi. Tôi hét lớn lên, gồng mình chống đỡ, cho đến khi thanh kiếm đồng xu bật ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, đánh bật lôi yêu trảo trở ngược về phía tam vị yêu hồ. "Không, không thể nào, phạm nhân sao lại có sức mạnh này?" "Không phải, là do thanh kiếm, chính là thanh kiếm đó. Là loại kiếm nào chứ?" Con hồ ly ba đuôi nói còn chưa hết câu, đã bị luồng kim quang phát ra từ thanh kiếm đồng xu chặt đứt hết móng vuốt. Mười cột máu bắn xối xả lên trời. Tam vị yêu hồ lăn lộn, kêu gào thảm thiết, toàn thân vấy máu trung rẩy quỳ trên đất. Thanh trà dẫm chân lên sau cổ, ghè đầu con hồ ly ba đuôi xuống sát đất, vung kiếm lên: "Hồ tiên cô, chịu chết đi!" Con yêu hồ cố vùng vẫy dãy dụa, cầu xin thanh trà rộng lòng thương xót, nhưng vô ích. "Lúc tiên cô ngươi giết hại những người vô tội, bọn họ có cầu xin tiên cô hay không? Tiên cô có tha cho bọn họ hay không?" "Không, đừng mà, trảm yêu!" Thanh trà vung kiếm lên chém xuống, lóe lên tia kim quang như mặt trăng lưỡi liềm cắt ngang qua. Đầu của tam vị yêu hồ liền rơi xuống, lăn lông lóc trên mặt đất như quả bóng. Thân mình vẫn còn phập phồng, giây lát sau đã không còn cử động được nữa. Thanh trà lao máu con yêu hồ còn dính lại trên trường kiếm gỗ đào, gọi hỏa hỏa chân nhân dẫn lửa hỏa phù thiêu rụi cả đầu lẫn xác của nó, cháy ra thành tro. Tôi lại nhìn thanh kiếm đồng xu trong tay, rồi tự hỏi: về sau khi đối đầu với những yêu quái cấp cao hơn, thì thanh kiếm này liệu có đủ sức chống đỡ hay không? Rồi thì bao nhiêu cơ duyên mới đến khi kiếm được giải phong hoàn toàn, trở lại là đồng thánh kiếm, thì sức mạnh sẽ còn khủng khiếp đến như thế nào nữa? Thanh trà hối thúc: "Mau đi thôi, bọn vệ thần đang đến gần rồi. Nghĩ cái gì mà đứng ngơ ra đó vậy?" Tôi nhìn quanh, thấy những mảng màu xanh lục dày đặc như đám mây axit đang tràn tới với tốc độ rất nhanh. Thanh trà niệm chú mượn sức gió thổi bùng lên ngọn lửa tam muội, đồng thời đẩy lùi đám vệ thần, nắm cổ tay tôi kéo đi. Cả hai chạy thật nhanh về phía thần điện.
Tên quỷ lùng và tiểu hồ ly nhấp nhổm chờ đợi nãy giờ, thấy phía xa nổi lên ánh chớp tia lửa sáng loà, lại nghe tiếng đánh nhau kinh thiên động địa, trong lòng không khỏi hoang mang lo lắng. Nên khi vừa nhìn thấy hai người chúng tôi quay trở lại, liền mừng trở vây lấy hỏi han tình hình. Nghe nói con hồ ly ba đuôi đã bị tiêu diệt, thì cả hai nhảy lên lôi chôi, hò hét như con nít, vui vẻ cùng tôi và Thanh Trà lôi xác bốn con hồ yêu còn lại ra ngoài đốt. Đốt xong thì cũng xuống mật thất xem lại một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện được gì mới. Thân xác của vị thiên hồ không còn nữa. Về việc tiểu hồ ly bỗng dưng mọc ra một sợi lông trắng ở chớp đuôi, cũng không ai rõ nguyên nhân. Đến khi trời hừng sáng, khi bọn vệ thần lui về ẩn náu hết với địa đạo tử thần, thì mấy người bọn tôi cũng tức tốc quay về. Thanh Trà về đến nơi, liền tới chỗ của Hồng Ngọc. Không lâu sau đã nhận được tin vui từ con nhỏ. Hồng Ngọc đã ổn rồi, giao ước với hồ ly đã hoàn toàn bị phá bỏ. Chỉ cần một trong hai, hoặc người hoặc hồ yêu chết đi, thì giao ước coi như chấm dứt. Tiểu hồ ly đã nói như thế. Hồ yêu quấy nhiễu nhân gian và giao ước với Hồng Ngọc, tất cả đều đã giải quyết xong. Thanh Trà coi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hồng Ngọc sau sự việc lần này cũng đã biết hối cải. Tôi cũng xem như đã làm tròn trách nhiệm với khách xăm, phải gột rửa đi hình xăm bội lệ quỷ. Đời người không thể chỉ sống vì một ước mơ và hoài bão duy nhất. Nếu không thể trở thành ca sĩ, vụt tắt ước mơ này sẽ còn những hoài bão khác ở phía trước. Chỉ cần nghĩ thoáng ra một chút, chịu thử nghiệm và dấn thân. Giống như một con thuyền vậy, con thuyền nào ra khơi mà không đối mặt với ngàn con sóng dữ, căng cánh bườm lên, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Theo đuổi ước mơ là một việc tốt, nhưng cố chấp đến cực đoan như Hồng Ngọc thì chỉ tổn hại chính mình. Tôi mong Hồng Ngọc có thể sớm vui vẻ trở lại, sớm tìm được cho mình một mục tiêu tiếp theo. Từ sau khi trở về từ đền thờ Hồ Tiên, tiểu hồ ly bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng, lạc lõng. Ngày nào cũng chạm vào sợi lông trắng dưới chớp đuôi, thở dài rầu rĩ. Nó kéo tay tôi nói mà nghẹn ngào trước nước mắt. Cậu chủ ơi, sợi lông trắng này lạ lắm, tôi có làm thế nào cũng không nhổ đi được. Có phải tôi bị mình bạch tạng hay là bị đột biến gì cho nên lông mới đổi màu sang trắng? Chứ tôi là cáo vàng mà, làm sao bỗng dưng mọc lên lông trắng vậy được? Tôi sắp chết rồi phải không cậu chủ? Tôi nghe xong cái mạng khóc lóc than vãn của nó thì ngẩn người ra mất mấy giây. Còn tưởng hôm giờ nó ủ rũ sầu não chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Bây giờ không lẽ cười ha há, chứ tôi buồn cười không chịu nổi với cái con này rồi. Tiểu hồ ly mà sợ mắc bệnh nan y sắp chết, có phải dạo này du nhập nhân gian, rảnh rỗi xem quá nhiều phim Hàn Quốc rồi hay không? Trông nó tỉ tê rắm rứt, tôi vừa thấy đáng yêu, vừa tội nghiệp, vừa buồn cười không chịu nổi. Buồn vậy rồi có ăn gà quay được không? Ăn. Sắp chết rồi ăn làm gì? Hay là thôi đi. Sắp chết chứ đã chết đâu, cũng phải ăn cho no chứ. Tiểu hồ ly này được cái, cứ có gà quay ăn là mọi muộn phiền trên đời đều tan biến hết. Ngay cả bệnh nan y sắp chết nó cũng quên luôn. Khi nào ăn hết nó lại nhớ sao? Tên quỷ lụng đưa con gà quay nóng hổi cho nó. Nó kêu lên: Nóng. Tên quỷ lụng khẽ tay tiểu hồ ly một cái: Bỏ xuống cho nguội đã, cái con này ham ăn vậy không biết nữa. Nó nhăn mặt kêu lên miếu máu như muốn khóc. Ủa da, liền bị ông quỷ lụng nạt cho. Khóc lóc cái gì? Làm gì có chuyện bỗng dưng sợi lông trắng đó mọc ra? Là tiểu yêu mi có duyên với hồ tiên cô mới có được đó. Mà đã là cơ duyên thì chính là vận mệnh của mi rồi. Về sau cứ thuận theo mà ứng biến thôi, việc gì cần phải lo lắng chứ. Thôi ngủ rồi đó, mau ăn đi. Tiểu yêu hồ nghe nói được ăn rồi, liền chụp lấy con gà mà nhai ngấu nghiến. Không biết mấy câu vừa rồi của tên quỷ lùng có vào đầu nó được chữ nào hay không, hay chỉ có gà, gà, gà mà thôi. Anh ta phân tích cũng đúng,
trừ khi xuất thân là một con bạch hồ cao quý thì mới có bộ lông trắng như tuyết. Đằng này tiểu hồ ly chỉ là một con cáo thông thường, tu luyện thành tinh, biến thành hình người, học nói chuyện đi đứng và giao tiếp cho giống con người đã khó. Không giống như những con vừa rồi đụng độ chiến đấu, đều là hồ ly tinh đã tu luyện hơn trăm năm. Nó ngốc nghếch và ngây ngô đến nỗi cả thanh trà cũng bị nhầm tiểu hồ ly là một con hoàng bì tử. Về bản chất thì cả hai đều nằm trong ngũ đại tiên, bao gồm hồ tiên có hồ ly và cáo, hoàng tiên, hoàng tử lan, hoàng bì tử tức là chồn, bạch tiên thích vị là nhím, liễu tiên là xà và rắn, hôi tiên lão thử là chuột. Năm con động vật này sao có thể là tiên được, chỉ có thể là yêu quái, yêu tinh. Lẽ thời xưa nay không cho động vật tu luyện, nhưng năm loại động vật này dễ đắc được linh khí. Một khi đắc linh khí sẽ có một số thần thông nhỏ và biết được một số thiên cơ, có thể dễ dàng khống chế điều khiển con người tùy ý. Nhưng đạo trời không cho phép chúng tu luyện, nên cứ mấy trăm năm là lại có sấm sét giáng xuống giết chết đi. Chúng nó cũng biết vậy nên sẽ tìm chỗ trú ẩn, quyến dụ những người nào tâm tính không chính trực, trong đầu khởi toàn những tà niệm, ham danh hám lợi, hào háo sắc tình, gợi dục dâm đảng, dụ dỗ những kẻ truy cầu tiền tài lợi lộc, bảo họ làm tượng để cho nó trú thân. Ngày ngày siêng năng thờ cúng bái lại thì nó cũng cho họ phát tài, đông khách. Thế là những người này thờ cúng nó, làm tượng cho nó trú. Lấy ví dụ như những chốn làng chơi tạc tượng thờ phụng, những người có suy nghĩ dâm dục sằng bậy tìm đến sẽ bị nó khống chế, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người được đông khách được tiền, còn nó thì sẽ từ từ, rất chậm hút tinh khí của gái làng chơi và cả khách làng chơi. Chính vì thế mà cả gái lẫn khách sau một thời gian ăn chơi, ai ai cũng thân tàn ma dại. Loài hồ ly vốn tinh tranh xảo quyệt, tiểu hồ ly lại quá ngây ngốc đáng yêu. Tôi lại chẳng biết ngũ đại tiên hay hoàng bì tử mà thanh trà vẫn hay nói rốt cuộc là con gì hóa thành, nên trước sau vẫn cứ ngỡ hoàng bì tử chính là cách gọi khác của một con cáo. Cho đến khi tiểu hồ ly giải thích cặn kẽ thì tôi mới vỡ lẽ ra, không biết là thanh trà nhầm lẫn thật hay lười biếng tới nỗi là hồ yêu hay hoàng bì tử, là chồn hay là cáo, lên tới cấp tam kỳ rồi mà vẫn chưa phân biệt được. Sau khi được tên quỷ lùng khai sáng, tiểu hồ ly đã thôi không nghĩ ngợi gì nữa, hoạt bát vui vẻ trở lại. Nhưng cửu vĩ thiên hồ vì sao mà biến mất? Tiểu hồ ly vì sao lại mọc ra một sợi lông trắng không thể nhổ đi được, vẫn là một bí ẩn chưa thể giải đáp. Trải qua bao nhiêu chuyện sinh tử khó khăn, đôi khi ngẫm lại tôi vẫn còn cảm thấy kỳ lạ. Từ ngày tôi vô tình sai lầm xong cho người âm, khiến ông nội lâm nạn đến nay cũng chưa qua bao lâu, vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Dòng đời như nước chảy mây trôi, từ một thằng thợ xăm chân ướt chân ráo vào nghề, nay đã thu nhập thêm được hai ông giúp việc và một con tiểu hồ yêu vào đội. Chẳng biết ngày tháng sau này tôi còn phải đối mặt với những chuyện gì nữa, nhưng cho dù có là gì thì tôi cũng sẽ quyết tâm kiếm được 5 tỷ để cứu ông nội tôi, ông cửu, một thợ xăm sinh tử bậc thầy. Sau đó sẽ đến tiệm cha tôi đối chất, ba mặt một lời, xem rốt cuộc sự thật thân thế của tôi là như thế nào. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 22, cũng là tập tạm kết thúc thuật xăm sinh tử ở đây. Chúng ta cùng chờ đón phần 2 sẽ phát sóng thời gian sau này nhé. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.